So cool. chỉ tại trời nguyện cùng ngày mai tôi ai non sâu không màn đêm tối nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi màu vang vạn lời ca ca vang vang và xa hai tiếng tự do

kính chào lại quý đồng bào trong và ngoài nước thì như chúng ta đã biết cuộc chiến nào thì cũng sẽ đến đi đến hồi kết thúc và chúng ta đang đi đến ở một cái giai đoạn cuối của cuộc chiến thì chúng tôi hôm nay xin chia sẻ một cái thông báo từ văn phòng thường trực đến quý đồng bào và luôn cả căn binh bộ đội cộng sản tất cả những đảng viên đảng cộng sản việt nam rồi sau đó chúng tôi sẽ phân tích trong cái tình hình hiện nay tại sao người Cộng sản Việt Nam không còn một con đường lôi mà họ phải quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc trước khi muộn màng. Và, tôi, và chúng tôi sẽ phân tích con đường cho Cộng sản Việt Nam hiện nay đã đi đến hồi kết thúc. Và chúng tôi, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, đã thắng kiện, Đức Quốc Công đã thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ. Đó là chính danh hợp pháp, đó là cuộc chiến pháp lý. Thì qua cái cuộc chiến thắng 38.000 tỷ này, Đức Quốc Công và Chính phủ sẽ dùng hết tất cả những cái khả năng mà Ngài có được. Sẽ cắt hết tất cả mạch máu của Cộng sản trên toàn thế giới. Những nước nào mà làm ăn với Cộng sản, Chính phủ có thể quy kết cho họ là toa rập với một cái đảng cướp để rửa tiền những cái tiền mà Cộng sản Việt Nam cướp của đồng bào Việt Nam nên tất cả những người đó sẽ bị truy vào tội hình sự và sẽ bị truy nã nên đây là cái con đường Tất cả những cái mạch máu của Cộng sản đều phải bị cắt đứt hết. Nên cái ý thức của đồng bào mình và những người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, cán binh bộ đội Cộng sản. Những ngày tháng sắp tới, sẽ không còn đảng Cộng sản sẽ không còn tiền lương mà để trả cho những người đi theo đảng. Thứ nhất. Thứ hai, những cái tên đầu sỏ Cộng sản sẽ vùng vẫy và dùng hết tất cả những cái khả năng của nó có nó để hút máu, bóc lột đồng bào. Thì chúng ta sẽ thấy những ngày tháng sắp tới trong nước đồng bào sẽ khó khăn hơn này kia nọ trong đó. Và đương nhiên, nếu đồng bào và cán binh bộ đội Cộng sản nhìn ra được cái cuộc chiến này mà mau mau chân cầu dân ý thì cái cuộc chiến này nó đến nhanh hơn chúng ta tưởng. Còn nếu không thì chúng ta chờ vì chính phủ sẽ tốn thời gian đi truy thu tất cả những cái tiền của Cộng sản rải rác trên toàn thế giới mà nó cướp của đồng bào. Và cái đó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Chúng ta sẽ khóa chặt tất cả những đầu xó cộng sản lại và lúc đó đó là bắt buộc đồng bào cũng phải đứng lên bắt buộc những người đảng viên đảng cộng sản việt nam một là quy đầu quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc với người dân hai là cũng đi đến cái hội kết thúc cùng số phận với những tên đầu xó vì chúng tôi có thể cho đồng bào và những người cộng sản biết rằng cộng sản sẽ không dám dùng những cái hành động bạo lực là vì họ đã ký vào cùng Hoa Kỳ là họ phải giữ an ninh trật tự cho đến khi bàn giao chính quyền. Đó là cái việc mà chúng ta phải đi đến nên đồng bào và người cộng sản phải ý thức ra được cái việc này. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ một thông báo của chính phủ rồi trước khi chúng tôi phân tích về tình hình hiện nay để cho đồng bào nắm rõ. Chúng tôi xin bắt đầu. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. P.O. Box 2807, Anaheim, California, 92814. Thông báo ngày 21 tháng 4 năm 2021. Chính sách khoan hồng. Kính thưa toàn dân Việt Nam. Thưa quý đồng nhiệm. Căn cứ và phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ, số hồ sơ ENC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã thắng kiện 38.000 tỷ US Có nghĩa là những cao ốc, dinh thự, cơ xưởng, ruộng vườn tại Việt Nam của những đầu sỏ cộng sản phạm pháp đều thuộc về sở hữu của Đức Quốc công Đào Minh Quân và sau khi tịch thu được, ngài sẽ độ lượng dùng tài sản này để phân phát cho nhân dân Việt Nam cùng hưởng thụ. Đức Quốc công cũng đã ban hành chính sách nhân đạo bỏ cộng còn việc, việc không giết việc để cùng toàn dân đoàn kết chống tàu cộng xâm lược, lấy lại chủ quyền và đất nước. Hàng gắn những đau thương phấn khởi xây dựng lại một nước Việt tự do, giàu có và hùng mạnh. Anh chị em cán binh, bộ đội, công an Cộng sản Việt Nam nghe đây. Tổng thống Đào Minh Quân đã từng dạy rằng, xưa kia chúng tôi là quân nhân, cũng như anh chị em, nếu gặp nhau trên chiến địa, chắc chắn súng đạn hai bên đều không có mắt. Chỉ biết thi hành mệnh lệnh quyết tiến chiếm mục tiêu nhưng chúng ta không hề có tư thù cá nhân. Do đó, Ngài rất thông cảm cho những ước mơ thầm kín của anh chị em, vì ngoại trừ những kẻ cầm đầu gian ác có đặc quyền, đặc lợi, còn hàng triệu đảng viên, công an, bộ đội hiện dịch. Sau khi giải ngũ thì đời sống sẽ ra sao? Có phần có phải phần đông đều phải đối mặt với nghèo khó và còn bị đám cường hào quan tham ô lại ngay tại địa phương sách nhiễu. Các vị là bên thắng cuộc đã hy sinh đổ máu cho ai? Có phải lúc trước các vị chịu hy sinh gian khổ cầm súng là với hoài bảo chiến đấu cho độc lập dân tộc và sự tự do cho đồng bào hay không? Các vị chống Mỹ xâm lược nhưng người Mỹ không chiếm đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, không cày mồ, cuốc mã, không chiếm ruộng vườn, không gom tài sản, không bắt dân mình xuống biển mò ngọc trai, lên rừng tìm trầm, không thu nộp vàng bạc, kim cương, đá quý, không siêu cao thế nặng như giặc tàu khi xưa và bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vậy, chiến đấu để làm gì? có phải các vị chiến đấu để cho bọn đầu sỏ cộng sản chiến thắng cai trị đất nước rồi chúng khúng núm trước giặc tàu để mặc tình xa hoa đàn đúng đè đầu cởi cổ gần 100 triệu dân Việt trong đó có các vị và gia đình bạn bè thân nhân của các vị hay không những tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam giờ đây đã nắm trong tay tất cả chiến lợi phẩm do xương máu và hàng triệu chiến sĩ đồng bào đã hy sinh để cho chúng và gia đình chúng hưởng thụ. Chúng đã chia nhau những kho tàng, hầm vàng, châu báu, ngoại tệ trong ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa, của cải, xe cộ từ Campuchia, rồi cho chôn sống những bộ đội áp tải để bịt miệng. Các đầu sỏ Cộng sản Việt Nam thậm chí còn đổi tiền, bán trẻ em, buôn lao động dùng ma túy, giả thuốc tây, giả vàng làm vàng giả, chiếm đoạt những ngôi biệt thự cao ốc làm của riêng. Vậy, truyền thống yêu nước của các vị là gì? Có phải chỉ còn lại là những nhìn nhục, là những nhịn nhục, những đau khổ, mất mát cùng với toàn dân đang gánh chịu. Trong đó, những bộ đội, chiến binh và gia đình của các vị là bị cay đắng thiệt thòi nhiều nhất. Sau 40 năm, sau 46 năm cai trị Cộng sản Việt Nam đã chứng minh chúng chỉ là một băng đảng tham nhũng, cấu kết bè phái, ăn cắp, cướp giật, chia chác hưởng thụ trên mồ hôi xương máu của nhân dân. Chúng thậm chí còn sát hại giả man những đồng chí từng hy sinh xương máu để chiến đấu giành thắng lợi cho chúng hưởng thụ ngày hôm nay. Mà vụ thảm sát, gia đình cụ Lê Đình Kình là một thí dụ điển hình. Cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hiện nay do tên ngờ nghịch ngáo đá Nguyễn Xuân Phúc cầm đầu, chỉ là một nhúm phi pháp không do dân bầu, đã hiện rõ tính chất thụ động, ngu tối, hèn kém, bất lực, dâm ô, vô đạo đức, nói một đàn làm một nẻo hoàn toàn thiếu khả năng lãnh đạo và không có tài ba để điều hành đất nước các đầu sỏ cộng sản việt nam còn kéo bè đảng bòn rút tài sản quốc gia thậm chí đã bắt bớ giam cầm đánh đập sát hại những nhà ái quốc học sinh sinh viên và thường dân vô tội ngay cả những liệt sĩ từng hy sinh vì tổ quốc chúng cũng không tha không những vậy bọn cầm quyền thì hối lộ mua quan bán chức tham nhũng thối nát bè phái lạm quyền còn ngoài xã hội thì tệ nạn ăn chơi hút sách bài bạc đĩ điếm lan tràn khắp nơi đất nước chúng ta đã bị băng hoại mất đi luôn thường đạo nghĩa chỉ còn là những phù phiếm sung túc giả tạo bề ngoài chưa bao giờ người phụ nữ việt nam thậm chí các em các cháu vị thành niên phải bị bán thân cho ngoại nhân khinh rẻ dày vò bao thanh niên thiếu nữ làm lao nô phải làm lao nô khắp thế giới thân tàn ma dại không những vậy bọn cán bộ cộng sản việt nam và con cháu chúng và con cháu chúng nó khi công tác nước ngoài đã không giữ tư cách tác phong rủ nhau trộm cắp dạy nhau những thủ đoạn lưu manh khiến cả thế giới khinh rẻ người Việt Nam. Đa số các em, các cháu trong nước vẫn thiếu ăn, thiếu học, người già không có nơi nương tựa, cô nhi quả phụ, thương phế binh thì bỏ rơi, mồ mã cha ông thì bị giày xéo, còn tệ hơn cả thời thực dân Pháp và quân phiệt Nhật chiếm đóng nước ta. Tương lai đất nước đi về đâu? Nguy hiểm hơn bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam còn cúi đầu, ngậm miệng, mặc tình cho tàu cộng bắt, giết dân Việt, tuôn đồ ăn độc hại vào nước ta. Còn gia tăng áp lực để thôn tính từng phần đất đai, cương thổ, biển đảo, sông ngòi của Việt Nam. Rõ ràng, bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đã bất tài và vô liêm sĩ, chấp nhận hèn với giặc tàu, ác với dân Việt chịu sự chi phối hoàn toàn của tàu cộng để biến đất nước ngàn năm văn hiến của chúng ta trở thành một xã hội trụy lạc và ổ vi trùng thời đại nơi phát sinh những con người phi đạo nghĩa bạo động ác tính không còn luân lý của cha ông do đó chúng ta phải cùng nhau kết hợp với mục đích giúp dân cứu nước lấy lại đất tổ không làm khổ dân chúng tôi tin rằng đó cũng là lý thường là bổn phận chung của những người có hoài bão muốn phục vụ quê hương và biết lo lắng cho tương lai của mình của gia đình con cháu về sau các vị cũng như chúng tôi đều muốn đất nước thanh bình thạnh trị dân chúng hạnh phúc ấm no không làm nô lệ cho nga tàu hay bị lệ thuộc bất cứ một quốc gia nào trên thế giới tất cả chúng ta đều có thể cởi bỏ quá khứ, cùng toàn dân nắm chặt tay nhau quyết tâm đoàn kết, giải thể tà quyền cộng sản, xây dựng lại quê hương, làm rạng danh Việt Nam khắp năm châu bốn biển. Ngược lại, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa thì có lãnh đạo biết yêu quê hương, đất nước, biết nhìn xa trong rộng, lại có quan hệ thân thiết với đệ nhất siêu cường quốc Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu nhất định sẽ không để cho tàu dùng củi đậu nấu đậu, dùng người Việt giết người Việt để biến nước ta thành một châu quận của chúng. Trong nhất thời, chúng ta cần sự trợ giúp của người bạn Hoa Kỳ và đồng minh. Dù hiện nay, bề ngoài cho thấy có sự nhộn nhịp của nhiều quốc gia đang giao thương với nước ta vì lợi nhuận nhưng chỉ là giai đoạn vì họ không bao giờ tin tưởng vào chế độ cộng sản muốn hoa kỳ và các nước tư bản tự do tận tình hơn phối hợp hơn thì chúng ta phải thay đổi chế độ cộng sản bằng chính phủ quốc gia việt nam lâm thời để tam việt nam cộng hòa mới có được những đồng minh chiến lược vững chắc để xây dựng quốc gia ngăn chặn tàu cộng hiếu chiến thưa anh chị em, cộng sản Việt Nam đã tận số quyền lực phải trao trả lại cho nhân dân. Dân là đa số mới thực sự là chủ của đất nước. Bọn đầu sỏ gian ác cộng sản Việt Nam chỉ là thiểu số, chúng chắc chắn phải bị pháp luật trừng trị. Toàn dân sẽ hân hoan vui mừng khi chúng ta cùng một nhà, không còn oán thù gì nhau và cùng làm việc trong tinh thần đổi mới, đầy yêu thương, đoàn kết để xây dựng lại một nước Việt Nam hùng mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt, nhân hòa, độ lượng của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, với tình tự dân tộc trang chứa, với khí thế chính nghĩa quốc gia đang dân chào, với hùng lực của toàn dân đang muốn đoàn kết, bảo vệ tổ quốc, chắc chắn đất nước chúng ta sẽ tiến mạnh tiến nhanh và vững chắc trên trường quốc tế thề giữ vững đất tổ quyết bảo vệ đồng bào không cho giặc xâm lược không cho giặc xâm phạm nước ta chúc quý đồng nhiệm luôn tràn đầy phước lành trí tuệ minh mẫn sức khỏe dồi dào tinh thần kiên định để đem tình thương công lý và hòa bình đến cho quê hương việt nam cầu xin thượng đế trời phật và hồn thiên sông núi luôn gia hộ độ trì ban muôn ơn lành cho chúng ta hãy luôn học tập và khắc ghi và khắc ghi lời huấn nhụ lời nhắn nhủ của đức quốc công hỡi các đại dũng sĩ tân dân chủ hỡi các anh chị em máu thịt việt nam chúng ta do dân tộc mà hình thành vì dân chúng mà đấu tranh đứng dậy này truyền cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tinh Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Trân trọng thông báo Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Kính thưa quý đồng bào, và những cán binh bộ đội cộng sản. Chúng tôi vừa đọc xong bài thông báo về chính sách khoan hồng của Đức Quốc công Tổng thống Đại Minh quân để cho những con người cộng sản thấy ra được. Vì hiện nay người cộng sản không còn một con đường nào để thoát trong cái trận chiến này. Vì Đức Quốc công đã thắng đơn kiện tàu cộng 38.000 tỷ. Không những như vậy. Trong chắc tòa đấy còn có nêu rõ đấy là Mỗi tháng cái tiền 38.000 tỷ là tăng theo kêu là tiền kêu là lợi nhuận hàng tháng là tăng theo 8%. Nên càng lâu càng truy thu thì cái tiền nó càng cao. Nên tất cả những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam cướp của đồng bào, cướp của dân thì chính phủ sẽ lục sạch hết để trả lại cho dân. Nói như vậy thì tất cả người dân phải ý thức ra được, phải trưng cầu dân ý để cùng cộng hưởng Chiến thắng của Đức Quốc Công đã hy sinh bao nhiêu năm qua, nằm gai ném mật, sống một cuộc đời hành xác, đó để cho chúng ta có một kết quả ngày hôm nay. Thì chúng tôi kêu gọi những người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, cán binh bộ đội Cộng sản Việt Nam, công an Cộng sản Việt Nam phải quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc, đừng có ngoan cố nữa. Vì tất cả những mạch máu chủ sẽ bị cắt đứt hết. Rồi lúc đó, đó những người cộng sản sẽ phải đối đầu phải đối mặt với bao cái khó khăn và bao nhiêu cái giống như là đối mặt với người dân với đồng bào mình đó. vì bao nhiêu năm qua người cộng sản cai trị đồng bào như thế nào thì tất cả chúng ta đều biết sự ấm mức sự tủ nhục của đồng bào mình bao nhiêu năm nay mấy chục năm nay thì người cộng sản cũng đã biết cái vấn đề ở đây là người dân chưa thấy được có một chính phủ để đại diện cho đất nước. Nhưng dần dần đại đa số người dân sẽ thấy ra được. Thì trước tiên chúng ta đã có 8 triệu đồng bào mình trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công. Nên sau khi cái đơn thắng kiện này nữa, chúng ta sẽ thấy ra được càng ngày đồng bào mình sẽ càng mạnh mẽ thấy ra được, nhìn ra được cái thế chính nghĩa của Đức Quốc Công, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để cho người Cộng sản, cán binh bộ đội Cộng sản thấy được họ phải là đương đầu. Nếu họ không muốn quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc, không cùng với chính phủ bắt giặc lập công, thì chính họ là giặc để cho những người khác bắt, những người quay đầu khác bắt. Và thậm chí khi chính phủ về nước, thì chúng ta đã có tài sản thì dư sức để chính phủ trả 1.000 đô la một tháng đó để chiêu, chưa là chiêu mộ thanh niên tham gia vào trong chính phủ để truy lùng cộng sản để dư sức thôi vì hiện nay chúng ta thấy đó những người bộ đội cộng sản công an cộng sản ngoài những tên công an giao thông mà đi bóc lột người dân thì những người mà làm lương cho cộng sản làm cho cộng sản thì ăn lương bao nhiêu một tháng đồng bào suy nghĩ đi chỉ có vài triệu thôi đó mà họ phải lo toan đủ thứ đó trong khi chính phủ về trả một ngàn đô la Mỹ một tháng mà trong khi con cháu họ được trợ cấp về an sinh xã hội về giáo dục miễn phí về y tế này kia nọ miễn phí thì đồng bào nghĩ những người mà còn sức khỏe mạnh này kia nọ họ không ra tham gia vào trong chính phủ để đi truy lùng bắt những tên cộng sản sao cộng với những cái sự tàn ác của cộng sản khi mà họ hiểu ra được thậm chí khỏi cần trả tiền họ cũng xung phong đi bắt nữa nói thẳng là như vậy nên những người cộng sản hiện nay hãy quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Còn những tên đầu sỏ thì chúng tôi đã kêu gọi Cả bao nhiêu năm nay rồi. Và họ cố tình thì chúng ta để họ qua một bên vì tất cả những cái thành phần đó đã bị xích cổ hết. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần cắt tất cả những mạch máu chính của những tên đó thì không có tên nào hoạt động được hết. Đó, vì trước khi thắng kiện thì nó còn dãy dụa này kia nọ đủ thứ. Nhưng sau khi Đức Quốc Công thắng đơn kiện 38.000 tỷ thì đó là chính danh hợp pháp để chính phủ cắt hết tất cả mạch máu. Bất kể một cái nước nào, một cái nhà băng nào mà giao dịch với Cộng sản, chúng tôi có thể truy họ bằng cái tội hình sự để toa rập với Cộng sản rửa tiền mà Cộng sản cướp của đồng bào. Là những cái tên cướp, cướp của người dân đó. Nên cái tội đó rất là nặng. Nên vì cái lý do đó nó Không có nhà băng nào sẽ làm việc với cộng sản cả Nên từ từ sẽ cắt hết Đó là đóng băng Không những cắt mà còn đóng băng Tất cả những tài sản Thì đó là cái mạch máu mà sẽ cắt Của tụi cộng sản Bởi vậy đồng bào mới thấy Trong cái tình hình hiện nay đó Thì tàu nó làm như thế nào Vì nó đã thu kiện 38.000 tỷ Thì bây giờ đó nó chúng ta thấy là Nó bắt đầu À, dịu dàng hơn giả thành một cái con giống như là một con mèo ngoan hoặc là như thế này thế kia đó bởi như tập cận bình nói như thế nào là đất nước tàu là không có muốn bành trướng không có muốn này không có muốn kia là muốn hợp tác này kia nọ bởi vậy đó tập cận bình càng nói đó là thế giới càng ghét phải nói thật thằng... vì sao vì người ta thấy rõ ràng đó là anh là một cái thằng tàn ác phải không trước mặt những cái thế lực mạnh thì anh giả giả nai còn đằng sau trong khi nước của anh á, thì anh bắt những người mà dư ngôi nhĩ này kia đó, đi kêu là bóc lột sức lao động đi là giống như là đem cha mẹ của họ đó những cái đứa người dư ngôi nhĩ đó đi làm lao động khổ sai còn mấy đứa nhỏ xíu thì cho tập trung này kia nọ lại đó những cái sự tàn ác đó cố là mình sẽ càng chết đó như vậy thôi thì chúng tôi muốn trình bày để cho được cho những người cộng sản thấy ra được cái tình hình như chúng ta thấy đó, cái tội ác của tàu cộng đó tại vì chúng ta thắng đơn kiện 38.000 tỷ là chứng minh ra được Hồ Chí Minh chà đạp lên hiến trương Liên Hiệp Quốc xâm lăng nước Việt Nam của chúng ta dấy lên một cuộc chiến và chết biết bao nhiêu đồng bào của chúng ta luôn cả Hoa Kỳ phải tốn 58.721 binh sĩ cộng luôn là biết bao nhiêu tiền bạc mà họ bỏ ra trong 20 năm thì cho chúng ta thấy đó tàu cộng nó là một thành viên trong liên hiệp quốc mà trong cái hướng hiến trương liên hiệp quốc á, là trong cái 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 điều một mục một, một đầu tiên đó là phải giữ an ninh và hòa bình cho thế giới mà tàu cộng đó đó là nó là nằm trong năm nước trọng tài của thế giới thì nó phải là cái người tuân thủ về hướng hiến trương liên hiệp quốc phải triệt để vì nó là trọng tài mà chúng ta thấy cái thằng trọng tài nó làm như thế nào, nó đi xâm lăng một nước nhỏ như chúng ta, cộng với cái ác độc của nó đó là nó cho người của nó trà trộn, xâm nhập vào trong nước nước chúng ta, giết người Việt Nam của chúng ta là giết Nguyễn Ái Quốc, rồi phi tan, đốt phi tan, rồi đưa cái thằng siêu cung lĩnh đó là thằng bí danh Hồ Chí Minh, Hồ Quang đó nó xâm nhập vào trong nước nước Việt Nam của chúng ta. Cuối cùng để làm gì? Dấy lên một cuộc chiến cướp nước Việt Nam chúng ta. Dùng củi đậu nấu đậu. Trước tiên là nó dùng ngoại bang, đó, dùng Pháp để diệt những người yêu nước. Rồi sau đó nó kích động người dân lên đó để chống Pháp. Rồi sau đó, đó là cuối cùng Pháp rút khỏi, trả lại chủ quyền đất nước Việt Nam mình cho vua Bảo Đại. Từ ải Nam Quang đến Mũi Cà Mau, trả luôn quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng mà không, nó còn sau khi mà nó ký kết cái hiệp định Geneva và nó cũng trà đạp lên luôn cả cái hiệp định Geneva ký kết năm 54 để nó xâm lăng miền Nam và nó cướp luôn cả miền Nam. Nên cái tội ác của tụi Tàu Cộng đó, là bây giờ nó đã thua kiện ở tòa án môi trường quốc tế thì nó sẽ không bao giờ lật lại được cái thế cờ này. Là vì cái tội ác của nó đó, nó từ kéo dài từ mấy chục năm nay mà không những như vậy khi mà nó vào WTO đó thì chúng ta cũng đã thấy nó ăn cắp rồi nó lũng đoạn nó ăn cắp công nghệ của thế giới nhất nhiều nhất là của Hoa Kỳ rồi nó lũng đoạn thế giới nó muốn thao túng nền chính trị của những cái nước khác này kia nọ luôn thì thế giới bây giờ nhìn thấy rõ cái bản chất của thằng tàu nhưng mà nó vẫn ngoan cố cứ là nó không nhận là nó có lỗi mà bây giờ nó là, là nó lại đi tuyên truyền nó là không muốn À, thế này không muốn bành trướng cái kế kia không muốn quân sự thế nọ vậy nó vẽ ra nguyên cái đường lưỡi bò để làm gì nó đắp đảo nhân tạo rồi từ đảo nhân tạo nó biến thành những cái giống như là quân sự nó 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 thay đổi những cái chỗ đó thành quân sự này kia ủa đó để làm gì đó đồng bào thấy cái sự lương lẹo của thằng tàu nên những cái gì nó làm và những gì nó nói đó đó người ta đâu phải mù hết đâu phải không nên cuối cùng rồi đó nó càng nói là người ta càng ghét Phải nói thẳng như vậy đó Thằng Tàu mà càng nói là người thế giới càng ghét Vì ghét cái sự xảo trá của nó đó nên đó, người cộng sản hiện nay không còn một con đường nào hết đi theo tàu thì chỉ có chết nhăn răng thôi đó nên chúng tôi muốn kêu gọi tất cả cán binh bộ đội cộng sản an ninh cộng sản công an cộng sản hãy quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc vì hiện nay đó đức quốc công là chủ của đất nước vì ngài được 8 triệu đồng bào mình bầu lên để lãnh đạo đất nước là thứ nhất. Thứ hai, Ngài đã thắng kiện 38.000 tỷ. Đồng bào biết 38.000 tỷ cái số nó lớn cỡ nào không? Trong khi đất nước Việt Nam mình hiện nay đó, nguyên cả một cái dân tộc mình hiện nay là một năm đó, không ăn cái rồi cái GDP chỉ có 267 tỷ thôi. Thiệt ra 266.9 cho là 267 tỷ thôi. Nói như vậy để cho đồng bào biết Làm cả ngàn năm nữa cũng không có đủ Vậy Con đường cho Cộng sản Việt Nam là như thế nào Đâu cần phải nói đâu Thấy ra được rồi Bây giờ sắp tới đó Khi càng ngày Cái mạch máu của Cộng sản Đầu xó Cộng sản nó càng ngày nó càng khô máu Thì khi nó khô máu nó càng dễ dụa Vì khô máu là nó hết oxy rồi nó càng dễ dụa và nó càng dễ dụa thì những người cán binh bộ đội cộng sản đó, mà còn ngoan cố đi theo nó đó, dễ dụa thì chắc chắn sẽ đối đầu với người dân phải đối đầu với người dân vì nó ép cho những con người đi theo nó phải đối đầu chứ mấy thằng đầu sỏ nó đâu đối đầu nó xạo nó đứng ở trên là nó toàn mỹ dân nó như nguyễn xuân phúc đó, đó mỹ dân đến tận bây giờ thời phút này mà còn nói đến cái việc mà lấy tinh thần giải phóng miền Nam này kia cái nọ đủ thứ đồ điên mới là mới nói phát ngôn ra như vậy trong cái thời điểm này, trong khi đó mấy thằng cộng sản tuyên truyền với đồng bào mình bao nhiêu năm nay mấy chục năm nay toàn là chống mỹ chống pháp cứu nước này kia nọ đủ thứ phải không? giặt đến nhà đàn bà cũng đánh nó là nói chuyên về cái chuyện lão sáo à, 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 xạo láo đó nhưng đồng bào thấy đó nó gặp tàu thì như thế nào Tàu là anh, Việt Nam là em. Anh em môi hở răng lạnh này kia đủ thứ đấy. Nhưng mà đồng bào thấy dân tộc chúng ta chết biết bao nhiêu thế hệ do tàu nó xâm lăng nó cướp nước chúng ta. Đồng bào suy nghĩ đi. Chúng ta bị tàu đô hộ cả ngàn năm. Từ cái việc mà hai bà Trưng khởi nghĩa là năm 40 trước công nguyên cho đến khi Ngô Quyền năm 938 sau công nguyên nó gần cái ngàn năm bị tàu đô hộ rồi sau đó đâu phải không đâu chúng ta còn trải qua rất là nhiều triều đại tàu lúc nào cũng muốn cướp nước Việt Nam chúng ta bởi vậy đó cái thằng cộng sản Việt Nam hiện nay nó đang làm gì đồng bào thấy biết bao nhiêu cái vấn đề trong xã hội ở Việt Nam hiện nay nghi mà khi mà người tàu và người việt đụng nhau thì cuối cùng rồi đó là nó binh tàu vì thằng tàu là anh của thằng cộng sản việt nam còn dân mình á là dạng này dân đen bèo bọt thôi đó đồng bào thấy cái viễn cảnh của đất nước việt nam mình rồi đó nhưng cuối cùng rồi đó đồng bào thấy đó có một cái thằng cộng sản nào có thằng một thằng đầu xỏ cộng sản nào mà đem gia đình con cháu của nó qua tàu ở không? Hay toàn là đi Pháp, đi Mỹ, đi những cái nước tự do không à? Đi những nước tự do đồng minh không à? Đồng bào thấy không? Bởi vì bây giờ đó nó đâu có giấu được nên nó càng mỹ dân là đồng bào càng căm ghét. Phải nói thẳng là như vậy, cộng sản càng mỹ dân là đồng bào càng căm ghét vì thấy ra được những cái xạo của nó giống như là nó chơi chẽn đến đến nỗi mà cái mặt nó nó láo mà nó không có một cái động thái gì mà để cho nó mắc cỡ đấy nó nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu và luôn cả những người cộng sản những người mà đảng viên cộng sản đã đi theo cái chế độ cộng sản hiểu ra được bây giờ đó chúng ta thấy đó cộng sản nó không còn một con đường nào để đấu lại với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời vì nó thua về pháp lý. Vì nó đi theo thằng Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh đã bị Đức Quốc Công lột mặt nạ xuống tại Trung tâm Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO. Nên bây giờ Đức Quốc Công đã thắng kiện 38.000 tỷ nên chúng ta không cần nói và không cần cái đảng Cộng sản Việt Nam chứng minh nữa. Vì chúng ta đã thắng kiện thì cái thằng Hồ Chí Minh nó là thằng Tàu Cộng. Đảng Cộng sản Việt Nam có ngon ấy, đi thưa kiện đi. Nói như vậy để cho đồng bào ý thức ra được rằng chúng ta không cần phải kêu đảng cộng sản chứng minh nữa vì chúng ta đã thắng kiện. Thằng Hồ Chí Minh nó là thằng tàu. Bởi vậy đồng bào sẵn sàng có quyền nói Hồ Chí Minh là thằng tàu để coi tất cả những người công an bộ đội cộng sản nói gì. Vì tất cả những ai binh Hồ Chí Minh đó là những người theo giặc đơn giản vậy thôi mà theo giặc là đối đầu với đồng bào thì đồng bào phải nhìn rõ cái mặt nó là ai và vì bây giờ chúng ta phân biệt vì tàu vì cộng sản việt nam nó đã mở biên, biên cương nó cho giặc tàu xâm nhập vào đất nước việt nam chúng ta và nằm trầu trực sẵn đồng bào thấy đó đức quốc công rất là thông minh không muốn dân tộc chúng ta can qua một cuộc chiến nên mới mượn được cái thế đồng minh của Hoa Kỳ chúng ta là phải phô trương quân sự cho thiệt là mạnh để cho tàu thấy đừng có đụng, đừng có giỡn, đừng có giỡn mặt ở đây. Phải không? Giỡn mặt ở đây là bất kể một cái trận chiến nào ở đâu trên toàn thế giới, không riêng gì Biển Đông là sẵn sàng quýnh cho banh xác luôn. Vì tàu nó ở khắp mọi nơi trên thế giới chứ không phải riêng về Biển Đông. Nhưng hiện nay cái trận chiến nó tập trung ở Biển Đông Việt Nam của chúng ta nhưng mà cuộc chiến nổ ra bất kể ở đâu Mỹ cũng sẽ chiếm cái ưu thế hết á. Nói như vậy để cho đồng bào hiểu rằng cái cuộc chiến này nó rất là khốc liệt, nhưng mà tại vì mình không có để ý và mình không thấy nên mình còn dững dưng. đó mình còn dững dưng trong khi ấy, những người mà chiến lược gia, những người quân sự gia này kia người ta rất là lo lắng vì sẽ xảy ra một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng và sẽ không có cái việc mà giảm giảm nhiệt này kia nọ đâu. Vì càng ngày chúng ta càng thấy Hoa Kỳ càng tăng cường quân sự. Vì sao? Vì thấy cái thằng Tàu nó càng ngày nó càng hung. Nên phải tăng cường quân sự để cho nó thấy. Phải áp đảo cái tinh thần của nó. Và không những như vậy, cắt hết tất cả những cái mạch máu của nó về kinh tế. Bởi vì bây giờ Tập Cận Bình mới ra giống như là Trước mặt thế giới này kia nọ nói là tàu không có đi giống như là chiếm nước này nước kia níp nước nọ đủ thứ. Ai tin cái thằng tập cận bình nữa, cái thằng bình hí đó nữa, phải không? Nhìn cái mặt thằng đó là nó gian xảo như là cái gì luôn. Đồng bào thấy chưa mà nó càng gian xảo đó, thế giới nhìn càng căm ghét, phải nói thẳng như vậy. Cũng giống như là mấy thằng cộng sản Việt Nam á, bây giờ nó mở miệng ra cái gì á? là đồng bào là nhảy vô và giống như là sĩ vả vì mấy cái thằng cộng sản Vì mấy thằng đó toàn là thằng dốt Nói thẳng là như vậy Còn ai mà đi bỡ đỡ mấy thằng dốt này Thì chúng tôi cũng không hiểu cái trình độ Của những người đó hiểu tới đâu Và học tới đâu nữa Phải nói thẳng là như vậy Vì mấy cái thằng nó phán ra Nó dốt còn hơn là những Đứa mà học là lớp 2, lớp 3 nữa Nói thẳng là như vậy nhưng mà tại sao đồng bào mình lại để cho những thằng đần độn như vậy, ngu dốt như vậy, cai trị mình? Trong khi bây giờ mình đã có một vị lãnh đạo thương dân yêu nước nằm gai nếm mặt để cho mình thấy. Vậy chúng tôi chia sẻ những cái đặc điểm của Đức Quốc Công để cho những người cán binh bộ đội Cộng sản hãy hiểu được rằng và tin tưởng rằng những gì Đức Quốc Công nói là Đức Quốc Công làm. Những gì Ngài nói là Ngài làm. Ngài tha là Ngài tha. Những con người Cộng sản quay đầu lại trong cái chủ trương bỏ cộng còn việc đường lối việc không giết việc sẽ được tha nói thẳng là như vậy sẽ được tha còn ngoan cố đừng không có lối thoát chúng tôi kể cho những người cộng sản thấy ở cái thời trẻ đó khi mà đức vua công đóng ở địa đầu giới tuyến năm đó ngài chỉ có 20 tuổi thôi mà ngài nhận lệnh đi bắt tên lê duẩn lê duẩn là một tên đầu sỏ của mặt trận giải phóng miền nam do hồ chí minh đưa vào trong nam để dựng nên cái mặt trận giải phóng miền Nam Nó hoạt động ở trong Nam Đường đi nước bước của nó mật như thế nào Vì những cái thằng đó là những thằng nó không bao giờ dám ra ánh sáng Nói như vậy để cho những người Bộ đội Cộng sản, cán binh bộ đội Cộng sản hiểu được rằng Những người mà Đức Quốc Công muốn bắt Là bắt được Bây giờ đó Cái tên mà Lê Trung Thành, Lê Trung Kiên Con của Lê Duẩn đó Nó còn ở Việt Nam mà thử hỏi nó là cha nó có phải bị bắt không là nó biết liền nói như vậy để cho đồng bào hiểu đức quốc công là một người ngài giống như là rất là dở việc nhà chúng tôi phải nói như vậy và ngài cũng nhận là ngài rất là dở việc nhà nhưng những gì ngài làm là chuyên nguyên cứu về cộng sản nên ngài phải nói là một người rất là có giàu kinh nghiệm về cộng sản bởi vậy Cộng sản không bao giờ thoát được cái lòng bàn tay của Đức Quốc Công hết. Nói cho mấy anh bộ đội Cộng sản, cán binh bộ đội Cộng sản, đảng viên đảng Cộng sản hãy hiểu được rằng không có anh nào thoát khỏi cái lòng bàn tay của Đức Quốc Công đâu. Vì ngài mấy chục năm nay chỉ nguyên cứu về Cộng sản. Nên ngài trước khi đi vào cái hội kết, ngài mở ra một cái con đường sinh lộ cho tất cả những người cộng sản thấy ra được cái chính nghĩa quốc gia dân tộc để quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc để cùng với chúng ta đoàn kết chống tàu cộng còn khi chính phủ kêu gọi mấy anh cán binh bộ đội cộng sản đảng viên đảng cộng sản quay lại cùng với toàn dân nắm chặt tay nhau để chống tàu mà mấy anh không chịu có nghĩa là mấy anh đối đầu với người dân thì đức quốc công có cái nhiệm vụ phải chiêu kêu là tiêu diệt mấy anh vì mấy anh thực sự không giống như là ngoan cố và không có quay đầu lại mà làm như vậy chẳng khác nào các anh đã bán linh hồn cho giặc để tiêu diệt đồng bào mình thì ngài sẽ dùng hết tất cả cái khả năng của ngài có để triệt hạ những người cộng sản ngoan cố nên đây là cái phút một cái giây phút rất là quan trọng đối với những người cộng sản hãy suy nghĩ khi mà mình suy nghĩ mình nhìn gia đình mình nhìn con cháu mình nhìn tương lai gia đình mình sẽ ra sao khi cuộc chiến này nó càng ngày nó càng tới gần và mình là cái người phải quyết định mình không còn thời gian nữa hồi xưa đó khi mà Đức Quốc Công giống như là phổ biến cái đơn kiện tàu cộng lúc đó là mới có 16.000 tỷ thôi. Phong thì rất là nhiều người giống như là biểu môi rất là nhiều người à, giống như là cái kiểu mà giống như là họ mỉa mai đó. Đó. Phong. Rồi sau đó, đó chính phủ tăng lên 36.000 tỷ rồi lấy 38.000 tỷ họ họ nghĩ là chắc không bao giờ có những cái chuyện này. Cho đến khi bây giờ Đức Quốc công thắng đơn kiện tàu cộng 38.000 tỷ. Họ cũng chưa tin. Đó đồng bào thấy chưa? Bởi vậy đó, Chúa nói đó, phúc cho ai không thấy mà tin. Còn cái này họ không những thấy mà thấy nhiều lần mà họ còn không tin nữa. Bây giờ nó là nó kêu là phải rõ như ban ngày rồi. đâu phải là đức quốc công thắng cái đơn kiện ở một cái nước nào ở một cái xó nào này kia nọ đâu đây là tòa án môi trường quốc tế tại sao phải thắng tại tòa án môi trường quốc tế vì tất cả những gì những cái mưu mô của tàu cộng nó tiêu diệt dân tộc Việt Nam của chúng ta mà cái 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 tội mà diệt chủng hàng loạt đó cái tội nó cực kỳ nặng đó là cái tội mà hạ độc nguồn nước. Hạ độc dân tộc Việt Nam chúng ta. Để cho dân tộc chúng ta chết dần chết mòn, Cái tội đó rất là ác. Nó ác hơn là cái tội mà bắn người ta chết. Vì bắn người ta chết. Anh có thể bắn chết một người, hai người này kia nọ. Nhưng mà cái tội mà hạ độc đó. Mà hạ độc cả một cái hệ thống. Để cho tiêu diệt một cái dân tộc luôn. Cái tội đó cực kỳ độc. Kêu là cực kỳ ác. Nên nó phải chịu cái tội 38.000 tỷ này và nó không có thoát được. Bằng chứng rành rành không có thoát được. Nên hiện nay đó, đồng bào thấy ở Việt Nam chúng ta có bây giờ là mình cho xưa giờ đi là trên dưới khoảng 5 triệu đảng viên. Cán binh bộ đội cộng sản mà cái số thực thì ra chưa tới 500 ngàn. Cộng sản có thể cho lên là 7-800 ngàn nhưng thực sự chưa tới 500 ngàn. Rồi chúng ta thấy những cái dây mơ rễ má này kia nọ chúng ta cho là khoảng chừng vài triệu nữa đi. Đàn chục triệu. Chúng ta bây giờ có 97.4 triệu dân trừ ra chục triệu còn 87.4 triệu dân. Mà trong gần chục triệu đó đó cái danh sách mà Đức Quốc Công đang cầm trên tay đó Ngoài năm tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam hiện nay Đứng đầu của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay Còn lại là 1 triệu 100 ngàn tên Cái là liên đới Cái con số đó rất là lớn Nhưng mà so với Đại đa số của đồng bào mình cũng chẳng là cái gì hết Có thể so sánh là 100 như một 100 người với một người Vậy cái một triệu một trăm ngàn tên này chạy đi đâu với cái sự kiểm soát của đồng bào mình khi mà chính phủ sẽ cắt hết tất cả mạch máu của cộng sản khi mạch máu nó khô rồi đó những cái tên này sẽ làm gì đâu có sử dụng được cái gì nữa đâu rồi tất cả trong nước biết bao nhiêu triệu đảng viên những người mà làm công chức cho cộng sản này kia nọ họ sẽ không còn lương nữa một hệ thống tan rã luôn. Và sẽ đi đến cái con đường đó nhanh hay chậm mà thôi. Nên đồng bào phải mạnh dạn, những người cán binh bộ đội cộng sản phải mạnh dạn, không còn một con đường thoát. Như chúng tôi trình bày đó, để cho những con người cộng sản đừng có nghi ngờ, đừng có lấy bụng ta bụng tiểu nhân đọ lòng quân tử, đừng có nghi ngờ những gì mà Đức Quốc Công làm. Ngài nói một lời là như đinh đóng cột. Những cái đường lối Ngài đưa ra chỉ là không muốn dân tộc chúng ta chém giết nhau. Những cái gì quá khứ bỏ qua hết. Chúng ta lấy từ cái hiện tại từ đây và xây dựng cái tương lai. Nên kêu gọi những người Cộng sản quay đầu lại để cùng nhau với chính phủ xây dựng lại một đất nước Việt Nam. Những người mà thực sự muốn phục vụ cho đất nước mà không có khả năng chính phủ sẽ gửi đi học. Vì chúng ta có đồng minh và chúng ta thấy đó, tất cả những nước đồng minh của chúng ta hầu như là con nợ của chính phủ. Vì sao? Vì họ là con nợ của tàu cộng. Giống như chúng tôi truy ra chúng tôi biết được Úc này đó, cái nợ công của Úc đó, nó khoảng chừng 430 tỷ Mỹ kim đó là nợ công của 430 tỷ Mỹ Kim. Mà trong cái số đó phần đông là nợ tàu. Thì bây giờ chẳng khác nào là chúng ta là chủ nợ. Nó nói như vậy để sự hiểu sơ sơ cho đồng bào hiểu sơ sơ thôi. Nên khi chúng ta ngoại giao với tất cả những nước trên thế giới, hầu như nước nào cũng muốn ngoại giao với nước Việt Nam của chúng ta. Đấy. Vậy chúng ta có thấy nở mặt nở mày không? Chúng tôi đã từng nói với đồng bào khi Đức Quốc Công lãnh đạo đất nước. Dân tộc chúng ta sẽ vì cái đức hy sinh của Đức Quốc Công nên dân tộc chúng ta nở mặt nở mày lắm. Vì sao? Vì chúng ta đã là chủ nợ của rất là nhiều nước văn minh. Nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu. Thì tất cả chúng ta ngoại giao để đem tất cả những cái hay ho ở nước ngoài những gì tốt nhất đem về phục vụ đất nước của chúng ta, phục vụ đồng bào mình. Vậy đồng bào còn chờ gì nữa mà không mạnh dạn trưng cầu dân ý để thay đổi một cái chế độ nó đang bóc lột mình đến tận xương tủy. Con cháu mình phải đi làm. Nhiều khi chúng tôi cũng không muốn nói ra vì nói ra nó, cái, những cái đó nó rất là tan thương. Nó nói như vậy để cho đồng bào thấy tại sao mình nhìn đồng bào mình mình nhìn láng giềng mình. Có những em, những cháu phải đi như vậy vì họ đã bị bóc lột đến tận xương tủy. Vậy chúng ta trưng cầu dân ý là chính chúng ta cứu cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta và cứu luôn cả người láng giềng, đồng bào của chúng ta nữa. Vậy tại sao chúng ta không làm? Cái đó là một cái đức độ. đó Cái đó là cái Chúa muốn chúng ta phải làm. Là chúng ta đứng lên vì cái sai cái trái. Từ cái sai nhỏ chúng ta phải làm. Mà cái việc đó, Đức Quốc Công đã làm và đã làm điển hình cho chúng ta rồi. Ngài đã hy sinh như thế nào trong mấy chục năm nay, trong cái công cuộc giải thể Cộng sản này? Bao nhiêu cái cây đắng Ngài đã tự ôm vào trong mình hết? Bao nhiêu cái gánh nặng của quốc gia, cái gánh nặng của 100 triệu người, Ngài hy sinh, Ngài lấy, Ngài gánh lên trên vai của Ngài hết? Ngài nhẫn nhục đi vào trong sa mạc, sống một cuộc đời khắc khổ, sống một cuộc đời hành xác, gánh hết, gánh tất cả những cái nghiệp đó. Để làm gì? Để không muốn dân tộc chúng ta phải can qua một cuộc chiến tắm máu. Vì thực sự, như chúng ta thấy đó, Ngài sẽ không bao giờ để đất nước Việt Nam chúng ta lọt vào tay Tàu Cộng để biến nước ta thành một tỉnh lỵ của Tàu như là cái đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, đổ Mười, Phạm Văn Đồng đã đã ký vào cái mật ước thành đô. Phải không? Trong khi nó không được người dân bầu để ủng hộ, để trao cái quyền đó cho nó, mà nó tự ký. Và cuối cùng rồi đó, nó dùng vũ trang quân sự, dùng bạo lực này kia của tàu cộng cung cấp cho nó, để nó hà hiếp đồng bào mình, nó bóc lột đồng bào mình, nó đè đầu cởi cổ đồng bào mình. Còn hiện nay Đức Quốc Công đã được người dân Việt Nam bầu chọn và chúng ta đã được ngài đã được 8 triệu đồng bào mình thì dựa vào hiến trương Liên Hiệp Quốc và công pháp quốc tế ngài chính là chủ của đất nước nên ngài sẽ không bao giờ để đất nước Việt Nam chúng ta lọt vào tay tàu nên ngài ngoại giao và mượn thế đồng minh là Hoa Kỳ là một thế lực mạnh nhất về vũ trang quân sự hiện nay như chúng tôi đã trình bày với đồng bào Hiện nay có 15 nước đứng đầu thế giới về quân sự. 14 nước đầu Mỹ là đứng nhất rồi tới tất cả những nước còn lại 14 nước cộng lại cũng không bằng của Mỹ, không bằng một phần của Mỹ nữa. phải nói thẳng như vậy. Bởi vậy đồng bào có thấy đó, ai trên đất nước này mượn được quân sự của Hoa Kỳ mà họ đem đến tận đất nước Việt Nam của chúng ta. Đâu có chơi đâu, một khi mà đưa quân sự vào một cái đất nước đâu có phải là chuyển chế. mà ngài đã làm được việc đó là vì ngài không muốn đất nước chúng ta lọt vào tay tàu vì lọt vào tay tàu đó không những dân tộc chúng ta đang chết mà sẽ chết rồi sẽ bị tiêu diệt luôn mà tất cả tổ tiên ông bà bao nhiêu thế hệ mà chôn tại Việt Nam này kia chúng ta mất hết. Cái là tổ tiên chúng ta không còn nữa bị nó lột sạch hết. Vậy, chúng ta đã thấy Ngài đã làm được đến như vậy cho dân tộc Việt Nam. Mà hiện nay, chính phủ kêu gọi đồng bào hãy mạnh dạn đứng dậy, trưng cầu dân ý. Tất cả chúng ta phải đốt lên cái ngọn lửa của chúng ta, ngọn lửa yêu nước. Ngọn lửa thấy bất công để cho những người thấy được và nhóm lên và chúng ta có thể nổ ra một hàng loạt để cho đồng bào thấy, cho người dân thấy là chúng ta có một chính phủ, có một vị lãnh đạo thương dân yêu nước để cho họ cùng chung tay là đại đoàn kết của dân tộc. Hồi xưa thời nhà Trần vẫn kêu gọi qua được hào khí Đông A để toàn quân và dân đoàn kết để chống quân Mông Nguyên xâm lăng đất nước Việt Nam chúng ta mà lúc đó đó nói về quân đội phải nói là gấp 10 lần, nói về quân mà của quân Mông Nguyên ấy, nó tràn qua đó phải nói là gấp 10 lần. Nhưng mà vì cái thế của chúng ta là có dân đoàn kết. Chút xin lỗi. Chúng ta có quân và dân đoàn kết. Nên đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo dùng cái mưu lược tiêu thổ kháng chiến có là mình quýnh du kích nó mình đánh và mình rút mình rút mình rút xong rồi đó mình ra mình phá mình quýnh tiếp mình mình phá mình không cho nó trồng trọt mình không cho nó làm bất kể một cái gì nó không cho nó lấy lương thực của mình không cho nó bóc lột dân dân mình để làm ra lương thực nó phải tự đem lương thực của nó nước nó qua và mình tìm cách mình phá này kia nọ và cuối cùng rồi là ngài thắng thì ngày nay Đức Quốc Công và Hoa Kỳ cũng dùng cái mưu lược vườn không nhà trống, cái tiêu thổ kháng chiến của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Dụ, dụ bây giờ cái chiêu này, cái mưu lược này nó thần kỳ hơn. Phải dụ giặt vào trong lòng của chúng ta để chúng ta siết. Nên tất cả cộng sản đã đi vào trong cái thiên la địa võng nên họ không có thoát được. Nên đồng bào hãy an tâm, Đức Quốc Công và Hoa Kỳ khi họ đánh, họ đánh toàn những thằng đầu sỏ. Chứ không có để cho quân đội, không để cho dân mình phải thiệt mạng này kia nào đâu. Trận chiến này nó không giống như hồi xưa nè. Tất cả là dựa vào đầu sỏ mà quýnh. Vậy, đồng bào Việt Nam cán binh bộ đội Cộng sản còn gì mà không chờ mà để trưng cầu dân ý. Sau đây chúng tôi chia sẻ những cái cái phẩm chất của đức quốc công để cho những con người cộng sản thấy ra được ngài như thế nào chứ đừng có dùng kêu là bụng ta suy bụng người ngài là ngài còn người cộng sản là người cộng sản chúng ta phải thấy ra được những gì ngài làm người cộng sản phải thấy ra được những gì ngài làm chúng tôi lấy vài cái đặc tính của đức quốc công để chúng tôi chia sẻ cho cán binh bộ đội cộng sản thấy ra được giống như đó hồi còn trẻ đó đức quốc công á, là bị xuyển kinh niên luôn đó là ngài bị bệnh xuyển nên thân thể rất là yếu ớt nhưng vì cái trách nhiệm với tổ quốc cái trách nhiệm với quốc gia dân tộc ngài cũng đăng trình và tham gia khóa học ở trường thủ đức và cuối cùng ngài sinh ra ngài sinh cái là mình ngài xin phép đi ra ngoài địa đầu giới tuyến để chống giặc chứ kêu là chống cộng quân xâm lăng để, để ngài giữ cái bờ cõi miền nam việt nam nói như vậy để cho những người cộng sản thấy thì ở cái thời điểm đó, đó do hồ chí minh này chúng tôi so sánh để cho người cộng sản thấy thì hồ chí minh đó, cũng nhồi sọ dân tộc mình Đó Bởi vậy Trong tiên tánh Phật có nói đó Quỷ quái miệng nói như đờn Là chỉ thẳng cái thằng Hồ Chí Minh Nó là cho con quỷ quái miệng nói như đờn Kêu gào cứu nước Căm hờn ngoại bang Là nó Nhiễu Nó, nó thổi lỗ tai Vô cái tư tưởng Của những người Miền Bắc Để cho họ Đi giống như là Chống Mỹ cứu nước Nên hồi đó họ Nghe theo họ bị nhồi sọ rất là nặng nên họ coi người việt nam là chính người việt mình với nhau như là kẻ thù họ coi hoa kỳ như là kẻ thù chúng ta quay lại trong quá khứ chúng ta nhìn ra cái việc đó để chúng ta thấy ra được ở cái thời đó như thế nào và ngày hôm nay cộng sản việt nam sau khi nó cướp toàn vẹn lãnh thổ đất nước mình thì nó tại sao nó không đem tất cả tài sản gia đình của nó chạy qua tàu ở mà nó lại đem tài sản gia đình của nó chạy qua nước Mỹ mà nó cho là kẻ thù. Hiện nay nó vẫn làm ba cái chiêu trò rất là mất dạy như vậy. Thậm chí cái thời mà chúng tôi còn ở trong nước năm 2015, chúng tôi còn nhớ là 30 tháng 4 năm 2015. Cái tên Nguyễn Tấn Dũng còn đứng tuyên truyền đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Ngụy Nhào. Đồng bào thấy chưa? Trong khi con cháu của nó là đều muốn qua Mỹ ở hết. Thậm chí lấy Việt kiều Mỹ luôn. Để coi nó đánh giỏi đến cỡ nào. Mấy thằng Cộng sản nó Mỹ dân vậy đó. Thì cho chúng ta thấy ở cái thời điểm đó đó. Đức Quốc Công đóng ở địa đầu giới tiếng. Ở tỉnh, kêu là tỉnh Quảng Trị đó. Thì chúng tôi đã trình bày rất là nhiều cho đồng bào về cái tỉnh Quảng Trị. Ở cái thời điểm đó là kêu là vùng một chiến thuật bao nhiêu bom đạn 20 đến 25 phần trăm đổ xuống của chiến tranh Việt Nam đổ xuống ở thành Quảng Trị mà nói bom đạn mà trong chiến tranh Việt Nam gấp 10 lần đề nhị thế chiến cộng lại là đồng bào thấy cái hàm cái, cái 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 cái, hàm lượng mà bom đạn mà đổ xuống Quảng Trị là như thế nào cái thành phố cái cái tỉnh Quảng Trị nó nát banh hết luôn phải nói thẳng là như vậy nhìn ở đâu cũng thấy miễn đạn chúng tôi tra lại mấy cái tài liệu mà lịch sử đó chúng tôi thấy cái tường nào cũng có lỗ đạn hầu như là cái tường nào cũng có lỗ đạn mà có nhiều cái tường là rổ nó, cái tường nó rổ bằng lỗ đạn không hoặc là miễn bom mình... nói như vậy để cho đồng bào thấy cái sự khốc liệt như thế nào thì cũng ở cái tỉnh quảng trị đó thì trong sau khi mà ngài đến cái bích la thôn đó thì ngài mới thấy có một em bộ đội cộng sản nhỏ thôi đang giống như là chú ở dưới cái 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 hố vậy đó mà bị thương nữa thì ngài mới tới đỡ cái em đó tại nó nhỏ quá mà lúc đó khoảng 14 tuổi nhưng mà thực sự 14 tuổi nhưng mà thiếu ăn này kia nọ nên nhìn cái giống, giống như 12 thôi à. đó thì ngài mới cúi xuống thì vừa cúi xuống mà để đỡ lên á, thì cái mũ nón cối của ngài rớt ra nhưng nó còn cái mũ nhựa ở trong nên cái các em bộ đội đó vùng dậy cho một cái mã tấu vô trong đầu đứa của con bây giờ mình phân tích ở cái hành động này mình thấy đó tại sao một người việt nam cộng hòa gặp một người việt cũng là người việt với nhau và cũng là cúi xuống để đỡ lên rồi một cái người kia là một người cộng sản, một em nhỏ thôi. Nếu mình nói một cái người đó mà lớn hơn 17, 18 hoặc là qua cái tuổi thành niên rồi đó mà có suy nghĩ này kia mình không nói. Còn này cái em nhỏ. <laughs> nhỏ như vậy mà Hồ Chí Minh nó đã nhồi sọ. Nó đã nhồi sọ cái em nó nặng đến như vậy. Và nó cho là tất cả những người Việt là hầu như là kẻ thù. Vì sao? Vì thằng Hồ Chí Minh nó thằng thằng tàu. Tại ở cái thời điểm đó đó, Người Việt mình không nhìn ra được nó là thằng Tàu Nhưng cái thằng Hồ Chí Minh nó ghét người Việt lắm Nên nó dùng đủ mọi chiêu trò Để phải cho người Việt giết người Việt Nên nó mới nhồi sọ tất cả những người Việt miền Bắc Là phải mang cái kẻ thù Giống như là coi cái người miền Nam Giống như một cái kẻ thù truyền kiếp Mang nặng ở trong cái tư tưởng trong đầu Nên gặp là chỉ có giết thôi Phải nói thẳng như vậy Gặp là chỉ có giết thôi Bởi vậy khi mà Đúng không? Công cúi xuống đỡ cái em nhỏ đó dậy Bị nó quất một cái mã tấu Thì đúng ra đó Là mấy người mà còn lại Là phải đưa cái họng súng vô Mà rỉa nó banh sát Vì trong chiến tranh mà Bảo đảm luôn Khi mà người Cộng sản bắt Việt đó Mà gặp cái tình huống Mà ngược lại bảo đảm là Giết lâu rồi Phải không? Vì nó mang nặng Cái tư tưởng thù hận đó. Nhưng cuối cùng Ngài ra lệnh là không có đụng đến em đó và phải cứu thương cho các em đó. Đó, đó là giống như là Ngài thấy được cái tình thương. Giống như nhìn vào cái em nhỏ đó Ngài tự nhiên là có một cái lòng chắc ẩn. Nhiều khi Ngài chưa nhận ra Ngài là ai. Nhưng mà nói về tiền kiếp đó. Nhưng Ngài có cái trực giác. Nên Ngài có cái lòng chắc ẩn. Nên thấy đau xót nên mới kêu những cái đồng đội của mình hạ thuộc cấp của mình đó, cứu các em nó cứu thương cho các em đó đó là thứ nhất đó là nói cho những người cộng sản thấy ra được là ngài đối với người việt mình rất là có tình thương của dân tộc ở trong đó ngài không có phân biệt là người bắc hay người nam hay kia nào ở trong đó hết đấy toàn là người việt là thứ nhất Thứ hai, nói về cũng là trong địa đầu giới tuyến. Khi mà có lệnh quyết liệt mà phải đi bắt được tên Lê Dũng, Ngài cũng nhận lệnh và đi bắt tên Lê Dũng. Nhưng lúc đó, đó Ngài không biết Lê Dũng là tên Lê Dũng. Ngài chỉ nhận cái hình đi bắt tên này và Ngài phải đi bắt cái tên này thôi. Và Ngài canh ở cái làng Chibu đó gần một tháng Trước khi bắt Lê Dũng. Để cho đồng bào và luôn cả cán binh bộ đội Cộng sản thấy. Trong cái thời chiến, thời bấy giờ. Cái tên Lê Dũng là cái tên nó hoạt động. Kêu là âm thầm. Hoạt động mật. Mà ngài còn canh mà bắt được. Thì đừng nói gì đến mấy tên đầu sỏ Cộng sản hiện nay. Mà lúc đó, đó Đức Quốc Công chỉ có 20 tuổi thôi. Còn bây giờ đó là trải qua mấy chục năm. Và ngài nguyên cứu Cộng sản từ mấy chục năm nay mấy anh an ninh bộ đội cộng sản mấy anh đầu xỏ cộng sản nghĩ mấy anh thoát được cái trận này sao làm gì có vì tất cả những gì mấy anh làm đứa của công đi giúp đinh ở trong mấy bụng mấy anh nên không có cái tên cộng sản nào đầu xỏ cộng sản nào mà thoát trong trận này hết nhưng mà ngài đối đãi với người cộng sản như thế nào tại sao những người cộng sản cho Việt Giang muốn triệt hạ uy tín này kia ngài đủ thứ chửi bới này kia nọ đủ thứ nhưng mà họ chưa có nhìn ra được cái chủ trương đường lối của Đức Quốc Công đưa ra là việc cộng bỏ cộng còn việc việc không giết việc chỉ có cái từ này thôi cái chủ trương và đường lối này thôi thế giới phải công nhận Đức Quốc Công là một người có tình yêu thương rất là kêu là phải là rộng lớn như là con của Thượng Đế như Chúa mới có thể tha thứ cho những người mà tội ác như Cộng sản. Mà giết biết bao nhiêu đồng bào mình mà những người Cộng sản giết là có bằng chứng rõ ràng. Nói về cái việc mà giết đồng bào mình gần trên 500 ngàn chứ đừng có nói mà Cộng sản chỉ đưa ra là 100, trên 173 ngàn. Trên 500 ngàn đồng bào miền Bắc phải chết tức tử dưới cái cải cách ruộng đất. Cái 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 sự kiện cải cách ruộng đất mà Hồ Chí Minh nó đưa ra. Phóng, đó là cái việc nó muốn diệt tiêu diệt dân tộc mình thì cái 38.000 tỷ nó cũng nằm ở trong đó. Vậy đồng bào nghĩ đó trên một nửa triệu người đồng bào mình, mình đây là những người có tài nha, những người giỏi nha, những người mà thượng lưu trung lưu nha. Vậy những người đó, những cái tài sản đó nếu mà nó còn này kia nọ thì đất nước chúng ta phát triển. Chỉ có 500.000 người này thôi. Đồng bào thấy trong mấy chục năm nay nó sẽ như thế nào? Chỉ có một cái sự kiện này thôi đó. Chưa nói Tết Mậu Thân bao nhiêu ngàn người bao nhiêu ngàn người là năm trên năm ngàn người là thấy nha còn những cái chưa thấy đấy bởi vì cái tội ác của cộng sản là thế giới liệt cái thằng Hồ Chí Minh vào trong là cái danh sách là 13 tên mà Hồ Chí Minh là nó nằm đâu tên thứ nhất thứ hai sau Mao Trạch Đông thôi. Tom vì thằng Mao Trạch Đông nó quá ác. Tom một cái sự kiện của nó thôi đó là nó giết từ 45 đến 65 triệu dân phải đói khát là ăn thịt con luôn. Nó mấy thằng cộng sản nó mấy thằng ma quỷ mà. Bởi vậy Tiên Thánh Phật cũng nói đó. Quỷ quái miệng nói như đờn là nói mấy thằng cộng sản đó. Nó Hồ Chí Minh đó. Thì cho chúng ta thấy đó, qua cái chủ trương đường lối của Đức Quốc Công, bỏ cộng còn việc, việc không giết việc. Là khoan dung, độ lượng khoan hồng như thế nào, nhân đạo như thế nào với cái tội ác Cộng sản Việt Nam. Bây giờ Cộng sản Việt Nam tuyên truyền ngài thế này, thế nọ, thế kia đủ thứ mà chẳng thấy gì hết. Ngài từ khi mà ngài tham gia chiến tranh Việt Nam đi đứng ở cái địa đầu giới tuyến đến tận bây giờ đó, tay ngài chưa có dính máu một người Việt nào cả. Phải nói thẳng là chưa dính máu của một người Việt nào cả. Trong khi thằng Hồ Chí Minh, tay của nó là tấm máu dân tộc Việt Nam mình luôn. Những người mà Hồ Chí Minh giết là máu chảy thành sông. Phải nói là máu chảy thành sông luôn á. Xương chất thành núi. Mà cái đảng Việt Nam, đảng Cộng sản Việt Nam nó vinh danh Hồ Chí Minh là cha già dân tộc đồng bào nghĩ và mấy anh cán binh bộ đội Cộng sản Việt Nam nghĩ như thế nào? Mà nó có chối ra được vì Ngài đã chứng minh ra được là thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu rồi. Ngài đã thắng kiện 38.000 tỷ rồi. Vậy chúng ta quy truy ngược lại trong quá khứ. Chúng ta thấy Hồ Chí Minh nó giết dân tộc Việt Nam mình là máu chảy thành sông luôn. Còn xương phải chất thành núi. Bao nhiêu cái tội ác mà những người Cộng sản đi theo Hồ Chí Minh để giết dân tộc mình mà ngày hôm nay Đức Quốc Công sẵn sàng khoan dung khoan hồng dùng cái chủ trương và đường lối việc cộng bỏ cộng còn việc việc không giết việc để kêu gọi dân tộc chúng ta đại đoàn kết để chống thằng tàu vì đây là cái âm mưu của thằng tàu âm mưu của Hồ Chí Minh là âm mưu của tàu nó muốn diệt chủng dân tộc Việt Nam của chúng ta nó muốn cướp nước Việt Nam của chúng ta <laughs> Vậy những người cán binh bộ đội Cộng sản cho rằng mình có chính nghĩa, mình chính nghĩa ở chỗ nào? Trong khi, trong 5 năm qua, từ khi Ngài ký sắc lệnh cho Hoa Kỳ và đồng minh đem quân sự vào thềm lục địa Việt Nam của chúng ta, đến tận bây giờ là gần 6 năm rồi, phải không? Cuối năm nay, năm chúng ta cho là hơn 5 năm đi. Ngài đã thuyết giảng nói về hồ chí minh đã bị lột mặt nạ tại trung tâm văn hóa liên hiệp quốc như thế nào kêu gọi đảng cộng sản việt nam hãy trưng ra cái vân tay của thằng hồ chí minh đang hoàng ở lăng ba đình để so sánh với cái vân tay của nguyễn ái quốc ở sở liêm phóng pháp đang giữ hãy thử cái xác hồ chí minh thử dna của cái xác hồ chí minh hoàng ở lăng ba đình với ông nguyễn sinh huy đang chôn ở cao lãnh đồng tháp Nói tới nó luôn cả 5 năm Đảng Cộng sản có nhúc nhích gì không? Có làm không? Tại sao không làm ra để cho Đồng bào thấy Để cho mình không còn nói đến nữa Phải không? Và đến ngày hôm nay Đức Quốc Công đã thắng kiện Bây giờ khỏi cần nói Chúng ta đã xác tính Hồ Chí Minh là thằng chệt Là thằng tàu Chấm hết Nên tất cả những người Việt Nam Mà vẫn cổ suý Hồ Chí Minh Chính những người đó là những người phản quốc những người đi theo giặc để giết dân hại nước. Đây là cái tội cực kỳ trọng. Bởi vậy chúng tôi muốn khuyến cáo, cảnh cáo những con người Cộng sản Việt Nam hãy đem tất cả các hình ảnh Hồ Chí Minh quăng vô thùng rác hết để cho đồng bào thấy là mình quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc và thậm chí mình phải trưng cầu dân ý và ký đạp mặt Hồ Chí Minh. Chấm hết, không còn một con đường nào cho người Cộng sản hết. Đồng bào thấy chưa, những người cộng sản thấy chưa? Vậy mình đã lầm tin đi theo một cái chế độ nó giết dân hại nước, nó giết dân mình mà máu chảy thành sông mà xương chất thành núi, bao nhiêu cái tội ác đó còn chưa đủ hay sao mà còn tiếp tục muốn giết dân hại nước cho tàu cộng. Chúng tôi hỏi thử những con người cộng sản Việt Nam còn có lương tâm hay không? còn có cái đầu óc minh mẫn để suy nghĩ ra mình đang làm việc ác mà hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã cho mình một cái con đường kêu là xin lộ và không cần phải đối mặt với người dân Ngài sẽ trả lại tất cả những cái tội ác mà Cộng sản đã đè lên trên đầu người dân. Chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống Đà Minh Quân mới có cái khả năng làm như vậy mà thôi. Vì Ngài đã hy sinh, nằm gai ném mật, sống một cuộc đời hành xác giống như Chúa Giêsu Chỉ là Ngài sống ở sa mạc 20 năm, còn Chúa chỉ sống có 40 ngày và Chúa phải chịu chết. Còn Đức Quốc Công thì không cần phải chết bởi vậy tiên thánh phật trong sấm ký có nói đó đức căng đã cứu con côi là cái đức căng của ngài đó đã cứu được là ngài không cần phải chết nhưng ngài vẫn bị chửi bị dân tộc mình chửi nhiều khi chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ những cái mẫu chuyện của Đức Quốc Công đó, nó rành rành như vậy. Mà chúng tôi không hiểu tại sao người Việt mình, nhất là những người hải ngoại, họ có thể thấy, họ có thể tới tìm hiểu, họ có thể làm bất kể những gì họ muốn. Nhưng tại sao họ phải chửi Ngài? Trong khi họ không có mất mát một cái gì hết á. Không có ai chứng minh ra được họ mất mát một cái gì đó. Phải không? Nhưng cái đó đó là cái nghiệp của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chỉ vậy thôi, đó là cái nghiệp của dân tộc Việt Nam của chúng ta mà Ngài phải gánh, Đức Quốc Công phải gánh. Bởi vậy nhiều khi mình đọc sám khí thiên thơ, mình thấy tiên thánh vật đã nói cho mình biết nên đây là cái oan tiền kiếp. Bởi vậy nói là hết oan tiền kiếp mới phù chính cương. Ai tu thì được giáp đường. Đó, ai tu, ai có căn tu đó thì được giáp đường là cùng đi với ngài, còn không đó, thì đây là cái nguyệt cái nghiệp kêu là cái nghiệp chướng của dân tộc mình, thì giống như là hết oan tiền kiếp thì mới phụ chính cương, thì những người cộng sản hoặc là những người mà đối đầu với đức quốc công đó, thì do cái oan tiền kiếp đó để lại, nhưng mà cuối cùng rồi đó họ cũng sẽ nhìn nhận ra được thôi, và họ cuối cùng họ cũng đi theo ngài thôi, vì từ từ đó họ sẽ cảm nhận được những cái đức hy sinh của Ngài đã sống hành xác tại sa mạc cực khổ như thế nào ngày nóng cháy da đêm lạnh thấu xương gió cát này kia nó nó, nó chúng tôi nói thiệt chúng tôi tới tụ nghĩa đường chúng tôi đã trình bày với đồng bào chúng tôi tới tụ nghĩa đường chỉ có 11 ngày thôi mà tới ngày thứ bảy thứ tám là da nó bắt đầu nó nứt rồi nó khô nó nổi như vậy đó cái khí hậu nó rất là khắc nghiệt trong có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu khí hậu rất là khắc nghiệt mà cát á, chúng ta đứng ở ngoài cát nó thổi mà vô mặt chúng ta rác mặt luôn đó là phải chịu không nổi là phải đi vào 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 nhà còn hồi xưa đúng có công tới đó đâu có nhà có lều chỉ có lều thôi chứ đâu có nhà gì kia nọ đó còn khi mà bão cát lớn quá đó thì ngài phải vô thánh miếu để chú ẩn mà thánh miếu đó thì chỉ có như chữ u đó có là ba ba vách tường thôi như chữ u vậy đó còn một cái mắt cái vách từ trước đi vào thì không có che được thì gió cát nó vẫn vào trong đó nó nói như vậy để cho đồng bào thấy cát nhiều giống như là bảo cát mà nhiều là mình thở không nổi luôn phải bịt lại nên nhiều khi mình mới thấy là tại sao mấy người trung đông họ bịt họ họ quấn cái mặt họ lại là vì bảo cát đó nó cát nó nó như vậy đó nên khí hậu nó khắc nghiệt như vậy đó bởi vì Hồi xưa khi mà Ngài vào sa mạc, Ngài cũng đã chuẩn bị như là đem gà, đem dê này kia nọ đó, vào chúng nó. Đó, đó để nuôi, để sống này kia. Nhưng không ngờ đó, qua một mùa đông là chết hết. Nó qua một mùa đông là chết ráo hết. Không còn một con luôn. Nó nói như vậy để cho đồng bào hiểu cái khí hậu nó khắc nghiệt như thế nào. Mà Ngài sống ở đó là 20 năm, để tìm một con đường giúp dân cứu nước mà dân tộc chúng ta không cần phải can qua một cuộc chiến. Rồi chúng ta thấy đó, khi mà ngài giống như nói về tiểu sử của Đức Quốc công đó, từ trẻ cho đến tận bây giờ luôn, bất kể ngài làm một cái gì đó, ngài hầu như đặt cái quyền lợi của đồng đội mình lên trên hết cái quyền lợi của đồng bào mình lên trên hết, đặt trước Ngài. Nói về, chúng tôi kể về sơ về cái mẫu chuyện là khi mà Ngài nhận lệnh đi vào trong Sài Gòn và Hoa Kỳ báo cho Ngài biết đó là cuộc chiến tàn, bây giờ là, là Ngài phải thu xếp để cho Hoa Kỳ đưa Ngài và gia đình Ngài đó đi. Nhưng mà Ngài từ chối. À, từ chối và Ngài quay ngược ra quản trị để gặp lại đồng đội của mình và sau đó, đó ngài mới giải tán cái biệt đội hắc hổ để đưa cho 53 vị đó về với gia đình lo cho gia đình và đâu phải như vậy sao lo giải tán xong đó ngài tiếp tục đó chiến đấu cho đến giờ phút 25 và bị bắt ở cầu Phan Thanh Giảng đó nói như vậy để cho đồng bào thấy đó, những người đi theo Đức Quốc công là những người rất là sướng. Vì sao? Vì ngài có cái trách nhiệm để bảo vệ họ. Và thậm chí đó là ngài là con của thượng đế nên ai mà đi theo ngài đó là đều được bảo vệ hết đó. Bởi vậy chúng ta thấy đó, chúng ta quay ngược về trong quá khứ chúng ta thấy những người mà đi theo ngài đó là đâu có ai bị mất mạng đâu. Mà những người chạy rời khỏi Ngài là, là chết Có một lần á Khi mà Ngài đổ quân Chúng tôi quên về cái địa, điểm, cái địa điểm đó Thì khi vừa đổ quân xuống thì bị pháo kích Đó bị việc cộng Bị kêu là cộng quân nó pháo kích Thì pháo kích rồi đó là ai đó Là mạnh ai nấy chạy Đó thì những người mà đứng bên cạnh Ngài đó, Là họ thấy hố này kia nào họ bay xuống hố đó, còn ngài đó ngài chạy ra đằng sau chiếc xe ngài núp và cuối cùng rồi đó, Ngài thì thoát nạn. Còn pháo kích trúng ngay vô mấy cái hố chết hết. Đó đồng bào thấy chưa? Đó là một cái việc, đâu phải là một việc hay hữu, nhiều việc lắm. Vì ở cái thành quản trị như chúng ta thấy, pháo kích là liên tục luôn, ngày như đêm. Đó là một cái mẫu chuyện chúng tôi thấy rất là hy hữu. Bởi vậy chúng ta thấy trải qua một cái cuộc đời của đức quốc công chúng ta thấy ai đi với ngài đều được an toàn hết chúng ta thấy đó là 53 binh sĩ đi với ngài đóng ở địa đầu giới tuyến mà cũng an toàn không bị thương luôn Nói là không bị thương luôn rồi chúng ta thấy khi ngài bị bắt ở tù thì ngài dùng hết tất cả những cái khả năng của ngài để giúp cho những người ở tù chung nhất là những người già những người mà quân nhân mà lớn tuổi đó đó thì ngài cũng dựng rất là nhiều chuyện để miễn làm sao đó để làm cho những cái vị đó bớt lao động khổ sai đó thì đương nhiên trong đó, đó nó cũng có nhiều người nói ngài là thế này thế kia thế nọ nhưng cái đặc tính của đức của công là ngài không có quan tâm ai nói gì đó đó ngài thấy đúng là ngài làm thôi đó ngài không có quan tâm bởi vì nhiều khi đó họ thấy ngài tại sao cứ lủi thủi một mình đó vì họ có thể là cho sợ ngài thế này thế kia sợ là mang tên hoặc này kia mình không biết được họ sợ như thế nào đó nhưng họ chỉ biết đó, là ngài thân với mấy cái tên giống như là cai ngục là vì ngài cũng chữa mấy cái bệnh xúc rét này kia nọ cho mấy tên cai ngục thì họ cũng giống như là mang cái ơn này kia nọ họ dễ dãi này kia vì cái dễ dãi đó thì Ngài mới làm được những cái chuyện Ngài muốn để giúp cho những người chú bác lớn tuổi ở trong đó không cần phải đi lao động khổ sai. Nên Ngài mới dựng ra một cái băng nhạc chẳng hạn như chúng tôi đã trình bày với đồng bào. Đó, cần cả trăm người già để hát bè mà dặn giọng khàn khàn Đó thì đúng đã cứu được biết bao nhiêu người ở trong đó. đó. Đại loại là như vậy. Để cho đồng bào thấy, đối với Đức Quốc Công, Ngài dùng hết tất cả những cái khả năng của Ngài để giúp cho đồng bào của mình cho chiến hữu của mình được lúc nào hay lúc đó. Đó và cuối cùng ngài cũng tìm đường ngài uh, kêu là vượt ngục. Rồi sau khi vượt ngục, rồi tổ chức đi vượt biên thì cho chúng ta thấy đó, cái cuộc vượt ngục sau rồi cái cuộc vượt biên nó cũng rất là hy hữu tại ở cái thời năm 78, 79 là nói về cái thời mà Cộng sản Việt Nam đang giao chiến với tàu. Thì nó mới cho tàu là đi ra khỏi đất nước Việt Nam mình. Thì đó là đi chính thức. Còn người Việt mình thì đi bán chính thức. Mình đi bán chính thức thì mình phải giả là người tàu. Đó. Thì phải mua bãi này kia nọ trong đó. Thì ngài tổ chức thì ngài cũng lấy cái tên của người tàu là Trần Nhụng Cường để tổ chức. Nhưng chúng ta thấy là ngài cũng rất là thông minh, ngài giống như là làm việc với bộ đội này kia nọ, thân hơn công an. Đó vì biết được cái dù gì bộ đội đó cũng không có tàn độc ác như công an. Đó nên ngài làm việc như vậy. Thì khi mà ngài tổ chức một cái cuộc vượt biển đó thì trong đó là tất cả đó là 524 thuyền nhân tính luôn ngài và gia đình ngài. Thì cho chúng ta thấy đó thì ngài là cái người đứng ra tổ chức Mua bến bãi này kia Đó Ngài biết được cái danh sách Là bao nhiêu Và ngài cầm cái danh sách đó Thì khi tới cái giờ Mà xuống bãi đó Thì chúng ta thấy Ở cái thời điểm đó đó Nếu mà ai mà Đi ở miền Tây này kia nọ Sẽ biết được đó Là tụi công an Cái thời đó nó rất là ác Nó ác đó là Nó vừa bán bãi Mà nó vừa Giống như là cướp Có như là Kêu là tổ chức để cướp Hiện Giống như ở cái thời điểm đó Chúng ta thấy đó Là chỉ có công an Mới có súng thôi công an du kích này kia mới có súng thôi chứ người dân thường làm gì có súng hoặc là thời đó làm gì có việt nam cộng hòa mà mà có súng mà mà đối đầu này kia nọ đâu nên tất cả những cái thành phần mà cướp này kia nọ đó là do công an nó làm rồi đó thì cuối cùng nó làm gì giống như là mua bán bãi này kia xong người ta tới mà nó biết thì kia nọ và bắt đầu nó vô nó giả cướp Mà nó lột sạch hết đó đó là chiêu trò của mấy tên công an cộng sản ngài cũng biết được cái việc đó nhưng khi ngài tổ chức đó, thì chúng ta thấy là khi mà xuống xuống dưới bãi đó mà để lên lên thuyền thì ngài là cái người cầm cái danh sách và đếm từng người để cho lên cho nó đúng và không có bỏ sót một ai. Thì cái thằng cộng sản nó cũng đếm, thằng công an cộng sản nó cũng đếm vì tất cả là mua bãi cho 524 người nhưng mà mới có hơn 300 người lên thuyền vì khi lên thuyền đếm phải đi qua cái ván để đi lên chiếc thuyền đi lên chiếc uh, chiếc thuyền thì khi ngài đứng đó, ngài đếm thì tự tư tự nhiên là cái thuyền nó từ từ nó 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 rời bến phong thì cái ván nó sụp xuống thì đâu còn người leo lên được thì ngài thấy sụp xuống thì phải quay qua ngài nhìn cái đằng đà, đằng sau liền thì thấy nó cắt cái cọng dây neo Đó nó chơi nó chặt đứt cái cọng dây neo nó cho rời ấy như vậy thì chúng ta thấy đó cái thời mà đi vượt biên đó, là là giống như là chui mà nên nó loạn, nó cũng là nó nó đông người với là đi chui này kia nọ nên nó cũng hỗn loạn này kia nọ lắm, chứ nó không phải mà trật tự này kia nọ đâu, vì ai cũng muốn lên thuyền như thế, vì họ bỏ ra ở thời điểm đó người dân mình là có bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng là đều phải bỏ ra hết để thoát khỏi cái ách cai trị của cộng sản, vì những người mà bỏ tiền ra họ hiểu được sống với cộng sản là chỉ con đường chết thôi. Nên bao nhiêu tài sản này kia là đều giống như là dúng vô đó hết. Đó thì cho chúng ta thấy đó là Ngài quay lại thì thấy cái tàu nó rời bến vì 200 người còn lại thì đi chuyến sau thì nó lại bán bãi tiếp. Cái tuổi cộng sản nó là như vậy đó. đó nhưng mà Ngài đùng một cái Ngài bay xuống nhắm theo cái 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 sợi dây neo tại cái thuyền nó rời bến thì cái dây nó còn chạy trên mặt nước. Đó. Thì Ngài mới bay theo bơi theo cái dây neo đó và bám vào đó và siết vào thì đu lên và lái cái thuyền nó quay lại thì chúng ta thấy ở cái thời điểm đó nếu mà ngài không quay lại thì sao hoặc là ngài không nhảy xuống thì sẽ như thế nào vì chúng ta thấy là tại sao ở trên bờ còn cả 200 người lận mà ngài bay xuống chỉ có mình ngài bay xuống vì tất cả những người khác đó họ sợ vì họ phải bảo vệ gia đình họ phải bảo vệ người thân con cái này kia nọ đâu có ai chịu hy sinh mà trong khi ngài bay xuống thì lúc đó phu nhân cũng còn ở trên bờ ngài cũng còn gia đình và hai đứa con vậy nhưng tại sao ngài phải làm như vậy vì cái trách nhiệm chúng ta phải nhớ là vì cái trách nhiệm vì ngài tổ chức cái cuộc vượt biển này nên ngài có cái trách nhiệm phải đưa được những người mà giống như là mua cái vị trí trên cái con thuyền này. Đó, nên Ngài bay xuống mà không cần biết là ở dưới đó nó có cọc, có này, có kia hay không. Không cần biết là nước có xoáy này kia nọ hay không. Vì đâu có còn suy nghĩ nữa đâu. Vì thấy cái thuyền nó rời thì muốn bám theo là chỉ bay theo cái cọng dây neo. Mà bay không kịp cái cọng dây neo thì coi như là cái thuyền nó rời bến. Đó nên Ngài chỉ bám vào, nhắm vào cái dây neo đó là chạy theo và chúng ta thấy là Ngài cũng leo lên được và đưa thuyền lại bờ và cho 200 người còn lại lên thuyền. Đó cho chúng ta thấy đó là cái trách nhiệm của Đức Quốc Công. Và khi mà Ngài làm một cái gì là Ngài đặt cái quyền lợi của những người thuyền nhân đó cũng là đồng bào của Ngài lên trên hàng đầu. Vậy chúng tôi hỏi những người Cộng sản khi Đức Quốc Công kêu gọi những con người Cộng sản hãy quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Hãy bỏ cộng còn việc, việc không giết việc. Hãy cùng nhau đoàn kết để chống tàu. Hãy bỏ cái quá khứ ở đằng sau lưng chúng ta. Vì Ngài cũng biết được Cộng sản Việt Nam đã lầm đường lỡ bước theo giặc tàu Hồ Chí Minh và trúng vào cái mưu của tàu là nó đã giết Nguyễn Ái Quốc. Nó đốt xác Nguyễn Ái Quốc để phi tan, để không còn có cái nghiệm chứng. Chứ hơn nữa, ở cái thời điểm đó đó, Tàu Cộng nó đâu bao giờ nghĩ rằng là có khoa học mà thử DNA chẳng hạn. Nó đâu bao giờ tính xa đến như vậy. Và nó cũng đâu bao giờ nghĩ rằng sở liêm phóng Pháp có giữ cái vân tay của Nguyễn Ái Quốc vì Nguyễn Ái Quốc có xin làm thông ngôn cho Pháp và có làm cái tập hồ sơ đó tàu cộng nó cũng đâu có nghĩ được là sở liêm phóng Pháp có cái dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc bởi vì nó tính đâu bằng trời tính phải không? và nó cũng đâu có ngờ là tương lai có thử DNA mà chính xác đến 99.99% .99 là hầu như là 100% rồi đồng bà thấy chưa bởi vậy mấy thằng ma quỷ nó tính đâu bằng trời tính, đâu bằng thượng đế tính. Nên tàu nó mới có ngày hôm nay. Nó phải chết. Nó phải ra ma. Đó thì cho chúng ta thấy qua cái chủ trương đường lối việc cộng bỏ cộng còn việc việc không giết việc. Thì cái lòng khoan dung độ lượng nhân đạo của Đức Quốc Công đối với những con người ác độc cộng sản như thế nào? Thế giới cũng phải công nhận thì làm gì có cái chuyện mà cộng sản có thể mượn được truyền thông để xạo láo này kia nọ. Đâu phải ai cũng ngu những những con người vô cảm để tin cái một cái việc mà đơn giản nhất thôi. Chưa có một cá nhân nào bị hại hết. Vậy, những cái người mà đứng đó mà kêu mà triệt hạ uy tín Đức Quốc Công đếm được mấy người Đồng bào thấy chưa Bởi vậy đó Những gì mà Cộng sản làm Nó không còn một cái con đường Nên nó phải triệt hạ uy tín của Đức Quốc Công mà thôi Vì nó thua ở pháp lý Nó thua ở pháp lý là cái chỗ là thằng Hồ Chí Minh đã bị lột mặt nạ xuống Nên nó trở thành một cái đảng cướp Nó trở thành một thằng ăn cướp nên nó không còn cái con đường nào để thoát khỏi cái pháp lý này. Nên nó đâu có dám nói chuyện pháp lý. Nó đâu có nói, dám nói chuyện mà chính danh hợp pháp này kia nọ với đồng bào đâu. Bởi vậy thậm chí đó, cái hiến pháp của nó đó, nó đưa ra để nó mị dân và nó cai trị dân. Mà ai mà chia sẻ cái hiến pháp đó, đó nó cũng bắt nó quăng vô tù. Đồng bào thấy chưa? Đó là hiến pháp của nó nha. Nó cũng bắt nó quăng vô tù. Vì khi mà đọc hiến pháp ra đó, thì người dân mới thấy được là ủ cái hiến pháp này nó rất là tốt. Nhưng mà cái tốt này đó, 80% nó ăn cắp của Mỹ. Nhưng mà người ta hiến pháp mà tốt như vậy, mà sao Cộng sản nó toàn đi ngược lại? Vì nó ăn cắp, cái thằng Hồ Chí Minh nó ăn cắp của Mỹ. Mà nó để cho những ai mà chia sẻ nhiều quá sẽ lộ ra được Cái chiêu trò dơ bẩn của thằng Hồ Chí Minh Nên nó, nó bắt nó quăng vô tù hết Bởi vậy những người yêu nước mà không hiểu được Cái âm mưu thâm độc của mấy thằng cộng sản Mà cứ đi đấu tranh dùng của nó để đấu tranh là tiêu hết Vì thằng cướp Nó đâu có luật Đồng bào thấy chưa? Có lần nào mà đảng Cộng sản Việt Nam dùng luật đó? Hiếp dâm. Trẻ em chỉ cần quăng cái thể đảng ra thôi. Là xong. Đồng bào thấy. Có một cái đất nước nào như vậy không? Hiếp dâm trẻ em. Một ông già. Đảng viên 70 tuổi. Hiếp dâm đứa nhỏ mấy tuổi. Quăng cái thể đảng ra. Trừ hết nợ. Một đứa nhỏ bị hiếp dâm mới đây. 5 tuổi, bị hàng xóm hiếp dâm. Tiến sĩ Cộng sản lên trên truyền thông nói gì? Lỗi là do cha mẹ không biết dạy đứa nhỏ. Ủa? Nó có liên quan gì đến cha mẹ dạy đứa nhỏ với cái thằng hàng xóm nó hiếp dâm đứa nhỏ đó và nó giết chết? Mà một người tiến sĩ Cộng sản mở miệng ra mà nói như vậy. Vậy cái não của những người tiến sĩ Cộng sản nó để đâu? Nhưng mà thật sự ra Cộng sản, cái tư tưởng của những con người Cộng sản là ma quỷ. Nên những cái miệng nó mở lời ra là chúng ta đã đọc được cái tâm của nó rồi. Nên nó không còn một cái con đường nào để xạo láo với đồng bào đó. Vì tất cả những cái gì mà Cộng sản bây giờ mở miệng ra là đồng bào mình đều chè môi, biểu môi, phun nước miếng vì ai cũng hiểu ra được cộng sản nó tàn ác như thế nào. Vậy mấy anh an ninh cộng sản, đảng viên đảng cộng sản, những anh mà hà hiếp dân nghĩ rằng mình còn những cái thế mạnh để mình chà đạp đồng bào mình hay sao? Chính phủ, Đức Quốc công sẽ để im cho mấy anh để hành động như vậy hay sao? Không có đâu. Ngài sẽ siết cổ mấy thằng đầu xỏ trước. Đó, cho nó chết trước rồi sẽ đến mấy anh nếu mà anh ngoan cố vì hết tiền mấy thằng đầu sỏ hết tiền thì đồng nghĩa với mấy anh cũng rã rời phải không nên sẽ đi theo từng giai đoạn nên những người đảng viên đảng cộng sản việt nam hãy nghe cho rõ để hiểu được cái lòng bao dung độ lượng của đức quốc công mà quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc trước khi muộn màng những người chính nghĩa đó đều cho đối phương một cái cơ hội như chúng tôi trình bày hồi xưa đó trước khi Mỹ thả hai trái bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki chiếc cái trái mà thả ở Hiroshima là ngày 6 tháng 8 năm 45 và trái mà thả ở Nagasaki đó là ngày 9 tháng 8 cách đó 3 ngày 3 ngày sau đó ở Nagasaki cái chiếc cái cái trái mà thả xuống ở Hiroshima nó kêu là the, the little boy là thằng nhỏ còn cái trái mà thả xuống ở Nagasaki nó kêu the fat man là thằng mập nhưng trước khi Hoa Kỳ thả hai chiếc bom nguyên tử này xuống ở Nhật họ đã thả họ đã rải trên 13 triệu cái truyền đơn trong vòng mấy tháng liền họ thông báo người dân nên tránh xa 10 cái thành phố này. Nhưng mà lúc đó, đó quân Nhật, quân Việt Nhật họ nghĩ họ còn rất là mạnh. Phải không? Họ là giống như cái gì cũng nhất cái đó. Họ không có tin. Họ không có tin. Và thậm chí chiến tranh họ còn leo thang, còn ngoan cố. Ở Biển Đông lúc đó là giống như là Thái Bình Dương là quýnh y xèo luôn. Và thậm chí đó, họ đi đến cái việc mà quýnh mà cảm tử luôn á, cái là đi là không có về, đó Nhật đó, họ đi là không có về, đó là thua bị bắn rớt máy bay là nhắm chiến hạm Hoa Kỳ là đâm luôn, đó chơi kiểu vậy đó, nhưng mà Hoa Kỳ đó họ răng đe trước, đó họ nói cho người dân biết trước, nói cho những người Nhật biết trước, hãy tránh xa một đầu hàng hai tránh xa mười cái thành phố này nhưng mà người Nhật không có tin Và cuối cùng rồi đó Một trái bom Đã thả xuống Hiroshima Ngày 6 tháng 8 Năm 1945 Và lúc đó đó Nhật nó còn chưa Thất tỉnh nữa Phải nói là chưa thất tỉnh và chưa đầu hàng nữa Nó còn ngoan cố Nên 3 ngày sau thả một trái nữa Ở Nagasaki Lúc đó nó mới chịu đầu hàng vô điều kiện để cho những người cộng sản hiện nay hiểu rằng Khi mà Đức Quốc Công, Tổng thống Đàm Minh Quân cùng với Hoa Kỳ Đã cảnh cáo rất là nhiều lần Không phải là cảnh cáo mấy tháng như bên Nhật đâu Mà đã cảnh cáo cả 5 năm nay rồi Phong, 5 năm nay, từ năm 2016 Khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lên trên bề mặt để cho dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới thấy được chính phủ đã trở lại. Đã trở lại, chứ không có chết giống như nhiều người nghĩ vì lúc đó Đức Quốc Công đi vào trong sa mạc để tránh tai mắt của tàu cộng. Chỉ vậy thôi, để cho tàu cộng nó khuynh lát. Nhưng khi mà siết được tuổi nó rồi đó, thì chính phủ mới ra mặt lại. Thì từ năm 2016, đã chia sẻ rất là nhiều thông tin thật để cho đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới hiểu được. Nhưng mà tại vì đồng bào mình không tin và đồng bào mình chạy theo tất cả những cái báo đài của Việt Giang. Nghe Việt Giang. Vì Việt Giang là làm việc cho Cộng sản. Đồng bào nên nhớ rằng Việt Giang làm việc cho Cộng sản. Thì Cộng sản nó đã ký với Hoa Kỳ. Những thằng đầu sỏ đó, nó đã ký với Hoa Kỳ sẽ giữ an ninh trật tự cho dân tộc Việt Nam cho đến khi bàn giao chính quyền thì nó biết được ngày tàn của nó đã tới thì nó làm gì chứ tụi Việt Giang nó tuồn những cái thông tin đủ để cho tụi Việt Giang loan tin này kia nọ đủ thứ và đồng bào cũng đã thấy vậy từ năm 2016 đến tận bây giờ đến tận bây giờ luôn chúng tôi hỏi đồng bào và những con người cộng sản có một cái báo đài Việt Giang nào có một cái đường lối nào cho dân tộc Việt Nam không? Đâu có ai đưa ra một cái đường lối gì đó. Vậy đồng bào bây giờ vẫn chạy theo mấy cái đài Việt Giang đó, 5 năm, năm nay chưa đủ hay sao? Mà đến tận bây giờ, Đức Quốc Công đã thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ. Thì đã chứng minh cho đồng bào thấy cái thằng Hồ Chí Minh là thằng tàu cộng rồi. Tại sao chúng ta không tham gia trưng cầu dân ý để thúc đẩy cuộc chiến này càng nhanh càng tốt để chính phủ về lãnh đạo đất nước để cứu đồng bào mình thoát khỏi các cai trị của Tàu Cộng trong mấy chục năm nay và xây dựng lại mà không những như vậy chữa bệnh cho cả một dân tộc đã bị ngộ độc đã bị Tàu nó hạ độc và bây giờ bị ngộ độc rồi đồng bào suy nghĩ đi tất cả những gì Ngài làm cho dân tộc Việt Nam mình đã xong hết rồi. Xong hết rồi, chính phủ mới ra mặt để thông báo với đồng bào. Nhưng đồng bào không tin. Chạy theo Việt Giang. Biết bao nhiêu báo đài Việt Giang trên toàn thế giới luôn. Chúng ta thử đếm ở Hoa Kỳ chắc tôi nghĩ chúng tôi nghĩ cũng phải là vài chục cái. Cộng hết thế giới lại của báo đài Việt trong cũng vài trăm cái. Cộng với 7-800 cái báo đài của Cộng sản Việt Nam nữa. Vậy trong mấy năm nay, những cái báo đài đó làm được gì? Có con đường nào cho dân tộc Việt Nam? Mở ra một cái con đường sinh lộ nào cho dân tộc Việt Nam? Đâu có đâu. Toàn là xạo láo hết. Hết. Cái tụi này xạo thì cái tụi khác nó đứng lên nó xạo nó dẫn dắt tiếp. Hết tớp này tới tấp kia, hết tớp này tới tớp kia. Và cuối cùng rồi, Chúng ta thấy có cái tuổi nào làm ra được cái hồn vậy không? Và đến tận bây giờ chúng ta thấy đó qua cái việc Trung tướng Lâm ấy Huệ đi vào cái hội à, kêu là cái hội nghị đó mà chúng ta thấy cái hội nghị đó biết bao nhiêu ngàn người. Có quay video cho chúng ta đó. Để thấy được. Thậm chí chụp chung với ông Trung tướng Michael Flynn mà còn nhiều người còn nói là đây là hình ghép nữa. Nó nói như vậy để cho đồng bào thấy chúng ta đã bị truyền thông, bị Việt gian nó dẫn dắt. Và chúng ta không tin. Mà không tin thì chính chúng ta là nạn nhân. Chứ không ai hết á. Chính chúng ta là nạn nhân. Nếu chúng ta không trưng cầu dân ý, chính chúng ta là nạn nhân. Những người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam không trưng cầu dân ý, chính họ là nạn nhân. Rồi sau đó đó, chúng ta sẽ thấy ra được là đừng có than là vì Đức Quốc công Tổng thống Đàm Minh Quân ngài đã làm xong hết rồi, phải không? Cho dân tộc Việt Nam rồi. Ngài giống như văn phòng thường trực đã đưa ra thông tin thông tư cho dân tộc Việt Nam. Bất tuân dân sự, không cần đóng thuế, không cần nghe bất kể một cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Pháp, chính phủ nói đồng bào không cần phải làm theo Là vì chính phủ Cho đồng bào biết Cái đảng Cộng sản Việt Nam Là một cái đảng cướp đi theo thằng giặc Hồ Chí Minh là một thằng cướp Thằng giặc tàu đi cướp nước Việt Nam chúng ta Chúng ta không có cần tuân thủ Để đồng bào không cần đóng thuế Không cần tuân thủ bất một cái gì Khi mà đảng Cộng sản Việt Nam Đè đầu cởi cổ đồng bào Chính phủ sẽ có biện pháp vì văn phòng thường trực đưa ra cái thông tư này để cho đồng bào nghe và tuân theo để không giống như là không cần không còn bị cộng sản cai trị nữa mà cộng sản tiếp tục cai trị này kia nọ thì chắc chắn sẽ có biện pháp nhưng mà vì đồng bào quá sợ không tin vào những cái thông tư những cái thông báo của chính phủ của văn phòng thường trực đưa ra để cho đồng bào hưởng ứng mà mình tiếp tục đi nuôi cộng sản vậy cái lỗi đó là lỗi của ai vì đồng bào thật sự chưa làm những gì mà văn phòng thường trực đưa ra cho đồng bào mà. Là bất tuân dân sự. Không cần làm bất kể một cái gì do đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Không cần phải đóng thuế. Khi văn phòng thường trực thông báo như vậy, đồng bào thử làm đi. Rồi để coi cái tên Cộng sản nào dám đi tới bắt đồng bào chân cầu dân ý. Hoặc là bắt đồng bào đóng thuế, hoặc là bắt vào thế này thế kia. Và để quăng vô tù này kia nọ đi lúc đó sẽ có biện pháp. Là vì sao? Vì tất cả những tên đầu sỏ nó đều biết được rằng là những tên nó là tên cướp. Nó hiểu được rằng nó là thằng cướp. Thì trước sau gì nó cũng sẽ bị bắt. Nếu nó ngoan cố cái tội nó càng nặng. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà đồng bào lại không nghe. Sợ Cộng sản nó hù sợ này kia nọ. Và cuối cùng rồi tự mình đi nuôi Cộng sản. Hồi xưa mình không biết, mình không biết có chính phủ và chính phủ chưa cho mình những cái thông báo để mình cần làm gì. Còn hiện nay tại sao văn phòng thường trực đưa ra những cái thông báo rất là nhiều luôn để cho đồng bào không cần phải tuân thủ bất kể gì, thứ gì mà cộng sản đưa ra thứ nhất, không cần phải đóng thuế cho cộng sản. Tại sao văn phòng thường trực đưa ra những cái thông tin đó cho đồng bào? Là vì đồng minh của chúng ta đã dày đặc ở biển Đông đã sẵn sàng để coi cái tụi cộng sản này nó làm cái gì đồng bào nếu thực sự đồng bào làm theo chính phủ nhưng mà thực sự đồng bào có làm hay không đồng bào tiếp tục nuôi cộng sản thì đó là cái lỗi của mình chứ không phải lỗi của đức quốc công không phải lỗi của chính phủ vì chính phủ đã cho đồng bào biết là mình cần làm gì thì khi mà mình làm rồi Cộng sản Nó tới, nó hà hiếp, nó này, nó kia rồi Sẽ có biện pháp Và tất cả người dân phải đồng loạt làm Chứ không phải là một người làm, hai người làm Phải là đồng loạt Không tuân thủ bất kể một cái luật dân sự gì hết Không cần phải đóng một xu thuế nào hết Ai cho phép Nếu mà Cộng sản hỏi Nói chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Để Tam Việt Nam Cộng Hòa Đức Quốc Công Đào Minh Quân cho phép nói thẳng như vậy để coi tên cộng sản nào mà bắt đồng bào thu thuế này kia nọ trà đạp này kia nọ thì sẽ có biện pháp nhưng mà đồng bào không có tin đồng bào vẫn tiếp tục nuôi cái chế độ thì bây giờ đó nó đến cái giai đoạn là đức quốc công đã thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ chính phủ sẽ dùng hết tất cả cái khả năng của chính phủ và hoa kỳ để cắt hết tất cả cái mạch máu của cộng sản thì cộng sản đó, nó càng hút máu đồng bào nó càng trà đạp đồng bào nhiều hơn nữa rồi thử đồng bào mình còn có nuôi cộng sản nữa không còn có tiếp tục nuôi nó nữa không mà tiếp tục nuôi nó mình vừa nuôi nó nhưng mình vừa lại than làm sao mình than khổ quá mình than thế này thế kia thế nọ đủ thứ mình nuôi nó mà mình vẫn than, trong khi chính phủ, trong khi văn phòng thường trực của chính phủ nói mình đừng có đóng thuế để nuôi cộng sản nữa, chính phủ đã xiết cổ cộng sản rồi, để cho nó chết rồi, phải không? để dùng quân sự này kia sẵn sàng hết rồi, nhưng mà mình tiếp tục nuôi nó, mình nuôi nó thì đương nhiên chính phủ cắt nó mà mình nuôi nó thì nó phải sống, nên chúng tôi muốn đồng bào hãy ý thức ra được cái việc này khi chúng tôi chia sẻ những cái thông tư từ văn phòng thường trực từ chính phủ đưa ra cho mình mình phải hiểu được cái ý ở đằng sau đó như thế nào và mình phải làm theo mà mình phải phổ biến mạnh cho đồng bào mình để làm theo để hàng loạt là dân tộc chúng ta không cần phải đóng thuế một xu nào cho cộng sản đó, thì lúc đó đồng bào đâu có tin Nhưng bây giờ thì chắc chắn đồng bào cũng sẽ tin thôi Là vì chính phủ sẽ dùng hết tất cả khả năng Để cắt tất cả mạch máu của Cộng sản Thì nếu đồng bào tiếp tục nuôi nó Thì bảo đảm nó bóc lột còn tàn bạo hơn Là vì nó đã bị cắt hết tất cả mạch máu rồi Nó không có đầu ra Thì chắc chắn nó sẽ bóc lột đồng bào Và cái con đường này sẽ đẩy cái tội ác của Cộng sản càng ngày càng nặng đối với người dân. Trừ khi nào có người Cộng sản, hãy cởi áo Cộng sản xuống, quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc thì sẽ được tha. Vậy cái tội này đồng bào nghĩ tại sao Cộng sản không cởi cái áo Cộng sản xuống mà tiếp tục đam mê quyền lực để bóc lột đồng bào hút tận xương tủy để cho tàu. Đồng bào suy nghĩ đi, Vậy những cái con người ngoan cố này chúng ta có nên tha hay không? Chúng ta tha những con người biết lỗi, quay đầu lại, nhận lỗi để đói công chuộc tội, để bắt giặc lập công. Chứ chúng ta không tha những con người ngoan cố, muốn tiêu diệt dân tộc mình. Nên đây Chúng tôi kêu gọi tất cả cán binh bộ đội cộng sản Việt Nam hãy nhìn vào gia đình mình, con cháu mình. Để thấy ra được những cái hành động, những cái quyết định của mình ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng đến con cháu mình mai sau. Vì tất cả con cháu mình cũng hưởng được những cái gì mà mình bóc lột đồng bào mình thì nó cũng cùng một cái số phận với mình thôi. Nhưng mà nó chưa có nhận ra, nó chưa có ngộ ra được vì nó còn nhỏ. Nhưng mình, những người cộng sản đi theo cái chế độ phải hiểu rõ thời cuộc và thời cuộc bây giờ là cái thời cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi vào tan rã. Không còn một lối thoát đâu. Nên chúng tôi muốn chia sẻ như vậy để cho người cộng sản hãy đọc rõ những cái thông tư. Chúng tôi chia sẻ livestream và chúng tôi cũng đính kèm cái thông báo của chính phủ ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ để cho người cộng sản đọc đi đọc lại cho thật kỹ. Đừng lấy bụng ta suy bụng người. Đức Quốc công Tổng thống Đàm Minh Quân một lời nói ra là như đinh đóng cột. Một lời hứa là sẽ không bao giờ đi ngược lại. Ngài mở ra một con đường xin lộ cho người cộng sản Việt Nam để quay đầu qua cái chủ trương đường lối về cộng bỏ cộng còn Việt. Còn nếu ngoan cố, ngài sẽ truy đến cùng. Không có một tên cộng sản nào thoát ừ. trong cái trận này đâu. Không những chúng tôi khuyên và đây cũng là một cái lời cảnh cáo đến tất cả những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hãy quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc trước khi muộn màng vì cái thời cuộc càng ngày càng tiến gần và càng để mà cho tàu nó có một cái giống như là manh động nào đó mà nó xảy ra một cuộc chiến dù cái cuộc chiến đó có nhỏ thì cái tội của Cộng sản cũng trở thành một cái tội lớn. Nói như vậy để cho những người Cộng sản hãy suy nghĩ cho kỹ và không còn thời gian phải có hành động. Nên đừng nghĩ là mình mạnh này kia nọ, không có đâu. Tất cả sắp tới đó, mạch máu mình, mạch máu của Cộng sản sẽ khô hết. Nói như vậy để cho những con người Cộng sản phải thấy ra được, phải nhìn ra được. Đừng có ảo tưởng sức mạnh của mấy tên đầu sỏ. Mấy tên đầu sỏ đó là ảo tưởng sức mạnh. Thậm chí chúng tôi còn thấy được những cái tên khi mà nó đọc thông báo truy nã của chính phủ là nó đều hoang mang hết. Nhưng mà bây giờ chạy cũng đã muộn, phải không? Quay đầu đó, hầu như mấy tên đầu sỏ cộng sản quay đầu cũng đã muộn. Nên chúng tôi hiện nay kêu gọi những người đảng viên Đảng Cộng sản cấp dưới hãy thấy ra được quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Còn những tên đầu sỏ đó chúng ta sẽ tính toán nó sau vì chắc chắn máu nó sẽ khô còn những tên nào khôn đó giống như là Nguyễn tấn Dũng nó khôn nên nó ra vào hàng trước nó nên được tạm tha đó, nói như vậy để cho tất cả những tên đầu sỏ đó nếu mà biết khôn thì hiện nay vẫn có thể liên lạc với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời liên lạc với đức quốc công tổng thống Đào Minh Quân nếu biết khôn. Chúng tôi bảo đảm tàu nó không dám chứa mấy người cộng sản đâu. Là vì sao? Nó bị kiện 38.000 tỷ. Chính phủ sẽ tịch tu tài sản của nó trên toàn thế giới. Mấy anh cộng sản, mấy anh đầu sỏ nghĩ rằng tàu nó thương tiếc. Mấy cái sinh mạng của mấy anh để nó bị tịch thu hết tất cả tài sản sao? Hay là nó vào trong cái ngồi đàm phán, cái bàn đàm phán? Mấy anh đầu sỏ cộng sản suy nghĩ đi. Còn nếu không suy nghĩ ra được rồi đó, thì chúng tôi có thể nói cho mấy anh biết rửa đích để ở tù là vừa. Đó, thẳng sẵn đây nói vậy luôn. Để cho mấy anh cộng sản hiểu ra được cái cuộc chiến này nó đã đi tới đích. càng ngoan cố sẽ không được tha đâu. Đây là một kêu là ván cờ triệt của một cuộc chiến. Chứ không phải hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa thất thủ đâu. Không có đâu. Lúc đó đó Hoa Kỳ chỉ di tản chiến lược. Thay đổi chiến lược thôi. Cái trận chiến nó vẫn còn đang đánh. Như bây giờ. Phải không? Chúng ta thấy đó. Chúng tôi giải thích sơ trong cái việc tam quốc diễn nghĩa thôi phong từ nước ngụy đó đánh ngô đánh thục đó, đánh qua đánh lại nhưng nó cân bằng bằng cái thế tam vạn một khi một nước bị diệt nước kia cũng tiêu phong nước kia cũng tiêu thôi còn bây giờ hồi xưa chúng ta chúng ta có cái tam vạn là còn liên bang xô viết và mười mấy nước ở bên đông âu nhưng cái khối đó nó đã tan rã từ năm 89 rồi. Nên cái khối còn lại là tên tàu. Trước sau gì cũng chết. Nhưng mà muốn tiêu diệt tàu không có dễ. Vì cái địa lý. Cái địa lý của tàu là cái địa lý có thể sản xuất lương thực hàng loạt. Còn Nga nó không thể. Còn Nga nó không thể nó phải chi viện lương thực. Nó có tài nguyên này kia nọ đủ thứ. Nhưng nó không có làm ra lương thực được. Để... Nên nó phải lấy những cái tài nguyên đó Nó đi mua lương thực Nên chỉ cần siết kinh tế nó Dân nó đói là nó tăng rã Nhưng tàu lại khác Tàu tuy nó nghèo Ở cái thời điểm đó Nhưng cái đất nước, cái địa lý của nó Sản xuất ra lương thực Mà thậm chí cái địa lý của nó Là thuộc về dân tộc Việt Nam của chúng ta Từ Phía Nam sông Dương Tử Đó là thuộc về dân tộc Việt Nam của chúng ta Kêu là kêu là dân tộc lúa nước còn phía Bắc sông Dương Tử mới là của Tàu. Đó nói như vậy để cho đồng bào hiểu rõ. Thì cái đất nước nó sản xuất được lương thực nên muốn diệt nó không phải dễ. Bị diệt nó là phải bằng kinh tế. Nên cuối cùng phải chiêu dụ nó vào trong kinh tế. Rồi cuối cùng chúng ta thấy Tàu Cộng nó vào trong kinh tế thì nó làm y chang. Cái thằng Tàu nó làm sao thì cái thằng Cộng sản Việt Nam nó y chang vậy nó phá hết nông nghiệp để nó đi làm công nghiệp đấy làm mọi cho năm châu thì thằng cộng sản cũng vậy thôi và cuối cùng rồi đó là cái con đường lương thực của nó bị cắt và trong khi kinh tế của nó đó là bị nắm đó và cuối cùng rồi đó đức quốc công và hoa kỳ hiểu được rằng mấy cái thằng đầu sỏ đó nó là tam vô vô gia đình vô tổ quốc vô tôn giáo nó chỉ thờ chính nó mà thôi Và thờ quỷ mà thôi Nên những cái gì mà thằng Cộng sản làm nó là bóc lột dân tộc của nó Như thằng Cộng sản Việt Nam bóc lột dân tộc mình Và cuối cùng rồi đem tất cả của cải đi đâu Đi qua sống đời tự do dân chủ Ở nước những nước tự do Nên mới dăng ra cái bẫy Chỉ vậy thôi Vì đọc được cái tư tưởng Của những thằng cộng sản, những thằng ma quỷ đó nên bây giờ nó mới bay vào trong cái thiên la địa võng và nó dính hết trong đó. Nó dính chùm ở trong đó luôn. Nó nói như vậy thì đồng bào nghĩ Đức Quốc Công một người mưu lược, một người nguyên cứu đến Cộng sản như thế nào. Nên chúng tôi trình bày có thể là việc nhà Ngài không có giỏi. Vì Ngài bỏ tâm cho dân tộc Việt Nam chúng ta quá nhiều. Để nguyên cứu về Cộng sản để tiêu diệt Cộng sản, để cứu dân tộc chúng ta khỏi cái ách cai trị của Cộng sản và Tàu Cộng. Chỉ vậy thôi. Nên Ngài là thuộc là thiên tài tiêu diệt ma quỷ Cộng sản. Nên nó phải chết. Nên những người Cộng sản, đảng viên Cộng sản hãy thấy ra được cái lòng bao dung, độ lượng, khoan hồng của Ngài để quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc trước khi muộn mạng. Chúng tôi chỉ có đôi lời gửi đến những người cộng sản hãy thấy ra được và quay đầu. Vì khi chúng tôi đi theo Đức Quốc công, chúng tôi rất là kiên quyết. Trong cái thời điểm Chiêu hiền kêu gọi cán binh bộ đội cộng sản quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc trước khi muộn màng. Còn khi mà người cộng sản đã cố tình không quay đầu mà còn ngoan cố thì đến cái thời điểm mà quyết đấu quyết liệt thì lúc đó chúng ta sẽ thấy ra được. Lúc đó sẽ không có khoan nhượng đâu. Vì chính nghĩa quốc gia dân tộc vì đồng bào, chính phủ sẽ không khoan nhượng cho những người cố tình giết dân hại nước mà đức quốc công đã kêu gọi bao nhiêu năm nay quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc đừng lầm đường lỡ bước đi theo giặc tàu để giết dân hại nước, mà còn cố tình không nghe, cố tình ôm chế độ, ôm quyền lực này kia để hại đồng bào, bất tử đồng bào mình, để mỗi ngày dân tộc chúng ta phải chết biết bao nhiêu người. Thì khi mà chúng ta đối đầu thì sẽ không có khoan nhượng đâu. Nên chúng tôi kêu gọi những con người Cộng sản hãy quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc trước khi muộn màng. Chúng ta có thể làm việc với nhau để cùng nhau xây dựng đất nước và chống tàu xâm lăng cướp nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta quên quá khứ. Thậm chí, chúng tôi phải nói thật là chúng tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên ở nước ngoài. Chúng tôi không có thù với con người Cộng sản. Những gì chúng tôi theo đức quốc công để làm là phải triệt hạ cái chế độ cộng sản hại nước hại dân này. Bứng tận gốc rễ để cho dân tộc chúng ta sống được một cuộc sống giống như là cơm ngon, áo đẹp chứ không phải là bây giờ là giống như là cơm no áo ấm nữa. Khi mà đức quốc công lãnh đạo đất nước chúng ta không còn là cơm no áo ấm nữa mà chúng ta phải là cơm ngon áo đẹp nói như vậy để cho đồng bào hiểu cái tình yêu thương của đức quốc công đối với đồng bào dân tộc như thế nào dưới sự lãnh đạo của đức quốc công thì không có nói đến cơm ngon à, kêu là cơm no áo ấm nữa mà phải nói là cơm ngon áo đẹp nói như vậy để cho đồng bào phải vững tâm và phải trưng cầu dân ý để Ngài sớm về lãnh đạo đất nước, để dân tộc chúng ta hưởng được cơm ngon áo đẹp, để sánh vai cùng với nước những nước văn minh, để khi họ thấy đất nước chúng ta mấy chục năm hoang tàn đổ nát do cái bọn cộng sản nó phá hoại, rồi từ từ chúng ta sẽ phục hồi lại đất nước và đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành những nước văn minh mà những cái nước châu Á như bây giờ đó nó phải trầm trồ, nó phải giống như là khen và dân tộc chúng ta phải nở mặt nở mày. Chứ không có như bây giờ là đi đến đâu là phải bị soi mói, đi đến đâu là phải bị để ý, đi đến đâu là phải bị người ta liếc nhìn này kia nọ như thằng ăn trộm. Bởi vì Cộng sản nó cai trị dân tộc Việt Nam của chúng ta, nó hại văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta đến đến mà nó chúng tôi cũng phải lấy cái lời nào mà để tả được. Vì đi đâu là cũng là bị soi mói, đi đâu là cũng bị nhìn, đi đâu là cũng bị người ta để ý, này kia cứ sợ mình là cái thằng trộm. Nói như vậy để cho đồng bào biết cộng sản nó làm nhục cái quốc thể như thế nào. Nên chúng ta phải thay đổi Chúng ta phải mạnh dạn đứng lên để thay đổi. Chúng ta phải trưng cầu dân ý để cho tương lai con cháu chúng ta có được hạnh phúc, có được tương lai rạng rỡ cùng với năm châu, chứ không phải như bây giờ là đi làm tôi mọi, nô lệ. Chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng bào phải đứng dậy, mạnh dạn mạnh mẽ, chưng cầu dân ý thể hiện cái trách nhiệm của mình cùng với đức quốc công cùng với chính phủ giải thể cộng sản và xây dựng lại đất nước những người cán binh bộ đội cộng sản hãy nhìn ra được cái thế chính nghĩa quốc gia dân tộc bây giờ đã xác minh ra được hồ chí minh là thằng tàu chấm hết còn có ngon đảng cộng sản việt nam đó, đi thư kiện đi còn tất cả tài sản trong đất nước việt nam hiện nay là thuộc về đức quốc công khi mà ngài về lãnh đạo đất nước thì những cái tài sản phi pháp của cộng sản sẽ bị tịch thu hết và trả lại chia lại cho người dân và xây liền lại đất nước việt nam nó nói như vậy để cho đồng bào thấy và phải làm nhanh mình càng nhanh thì mình càng được hưởng còn nếu không thì mình sẽ bị bóc lột và mình sẽ là nạn nhân chấm hết tất cả hiện nay là đức quốc công và hoa kỳ đang chờ đồng bào đứng dậy chứ không phải là nói chừng nào chính phủ về không có chuyện đó nếu đồng bào mạnh dạng đứng dậy chân cầu dân ý chính phủ về liền nếu đồng bào cho đức quốc công thấy mình đã sẵn sàng bằng chân cầu dân ý. Chính phủ phải về liền. Mình phải có những hành động. Mình phải chia sẻ. Mình phải thúc đẩy mạnh. Chứ không phải mình sợ. Mình không dám chia sẻ. Mình chỉ biết nghe nhưng không biết làm. Này kia nọ. Thì làm sao dân tộc chúng ta hiểu biết này kia nọ. Vì hiện nay Cộng sản nó dùng đủ mọi chiêu trò nó bịt hết thông tin. Làm sao đồng bào chúng ta biết. Thì mỗi người ai nghe được mà hiểu ra được thì đều phải có trách nhiệm hết trước tiên để bảo vệ tính mạng của mình là mình phải trưng cầu dân ý. Như chúng tôi đã trình bày, một khi mình đã trưng cầu dân ý rồi, mình đã trở thành công dân để tam Việt Nam Cộng Hòa. Mình có quyền đi chia sẻ cho đồng bào của mình. Và mình phải mạnh dạn Mình nói một lần là phải mấy chục người nghe. Để làm gì? Vì những người nghe đó là nhân chứng sống cho mình. Mình không có làm gì bất hợp pháp mình không có cướp của giết người, mình không có làm gì hết, mình chỉ đi phổ biến trưng cầu dân ý cho đức quốc công tổng thống đàm minh quân mà thôi. nên khi người dân làm chứng cho mình là người dân nói là a à, anh này chỉ đi phổ biến về tiểu sử của đức quốc công về chính phủ để người dân trưng cầu dân ý chỉ cần như vậy thôi. mỗi lần mình nói là phải hai ba chục người nghe để làm gì? đó là nhân chứng sống thì cộng sản nó không bao giờ dám đụng. Vì sao? Vì tên nào ra mặt, chính tên đó phải đối đầu. Chúng tôi có thể nói như vậy để cho đồng bào hiểu rõ. Tên nào ra mặt, chính tên đó phải đối đầu. Vì sao? Vì người dân sẽ kiện những tên đó và có nhân chứng sống khỏi chối tội. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa nói là phải có bằng chứng. Nên khi đồng bào muốn truy tố những thằng Cộng sản phải có bằng chứng, mình biết nó xả quyệt thì mình phải làm sao mình có bằng chứng thì chúng tôi đã chỉ đồng bào cái cách mà làm bằng chứng đó mình đừng có nói cho một người nghe phải không nhiều khi mình rỉ tai một người nghe mình rỉ nhầm vô cái thằng an ninh rồi xong phải không hoặc mình rỉ hai người nghe trong hai người đó có một thằng an ninh mật vụ rồi xong nên mỗi lần mình nói là phải ba chục người bốn chục người năm chục người nghe đó là bằng chứng. Đó là bảo vệ mình đó. Hơn nữa, chúng tôi xin nhắc lại, đồng bào không cần phải tuân thủ bất kể một cái luật gì của cộng sản đưa ra, vì cộng sản hiện nay là một băng cướp. Nói rõ như vậy để cho đồng bào hiểu, thứ nhất, thứ hai, đồng bào không cần đóng một xu thuế nào cho cộng sản hiện nay. Còn nếu đồng bào tiếp tục đóng thuế, đó là cái lỗi của đồng bào vì chính phủ đã đưa ra thông tin đồng bào không cần phải đóng một xu thuế nào cho Cộng sản vì nó là một tội cướp. Chính phủ còn đang truy lùng tiền của cải của những tên cướp này để tịch thu hết. Bây giờ đồng bào lại đi tiếp tục nuôi nó để nó sống lâu. Này kia thì chính mình bị nó cai trị. Khi mà mình không đóng thuế cho nó thử coi tên nào dám ra mặt để bắt đồng bào truy thu đồng bào thuế đồng bào cứ quay video đó làm bằng chứng và phải nhiều người thấy chứng kiến để làm bằng chứng là cái tên đó tới bắt đồng bào truy thu thuế ít nhất là phải bốn năm người năm bảy người chục người làm chứng chúng tôi muốn coi những cái tên đầu sỏ cộng sản việt nam tên nào dám ra mặt truy thu thuế khi đức quốc công khi văn phòng thường trực của chính phủ đã đưa ra thông báo cho đồng bào không cần phải tuân thủ bất kể một cái luật gì của cộng sản không cần phải đóng thuế cho cộng sản chúng tôi chia sẻ để đồng bào nắm vững những cái yếu điểm những cái uh, kêu làm những cái điểm này để cho mình biết mình cần làm gì rồi những cái tên nó đi bắt mình đó Bắt mình phải đóng thuế Bắt mình phải này phải kia Chúng ta cần video Quay nó lại Phong nó tới nó bắt mình nó rùm beng lắm Mấy cộng sản là mỗi lần nó đi là nó phải Nó không dám đi một mình một hai thằng đâu Nó đi một lần là mười mấy hai chục thằng Ba chục thằng đó nó rùm beng lắm Nên mình phải quay lại Phải có mặt mũi mấy tên đó Mình phải có nhiều người quay lại Để làm bằng chứng Rồi hậu cộng sản chính phủ sẽ xem xét. Đồng bào đưa ra truy tố những cái tên này khủng bố mình khi đồng bào đã tuân theo những gì mà văn phòng thường trực của chính phủ đưa ra là những cái tên ngoan cố này. Cố tình khủng bố tinh thần ép mình, cướp tiền của mình. Tất cả như chúng tôi đã chia sẻ với đồng bào, những tên cộng sản bây giờ mà bắt đồng bào truy thu thuế, đó là những tên cướp, nó đang đi cướp bình trắng chặn đó. Chúng tôi cần bằng chứng nếu đồng bào tin tưởng vào đường lối của đức quốc công tổng thống đàm minh quân thì hãy lập bằng chứng và truy tố cộng sản cho những tên ngoan cố đó sẽ bị trừng trị thích đáng không những như vậy tất cả gia đình nó sẽ bị tước quyền công dân ít nhất là 10 năm đọc trong hiến pháp đi rồi sẽ biết là sẽ không được giúp đỡ bất kể một cái gì đấy nên những người cộng sản hãy thấy ra được cái thế chính nghĩa quốc gia dân tộc thấy ra được đức quốc công khoan hồng độ lượng khoan dung cho người cộng sản như thế nào nên phải quay đầu bỏ đảng để tham gia vào trong chính phủ đó, để cùng với chính phủ giúp dân cứu nước nếu những người cộng sản thật là còn có tiền đồ với dân tộc Việt Nam còn nếu tiếp tục toa đập với đảng những thằng đầu sỏ cộng sản thì lúc đó chính những người mà an ninh cộng sản này phải đối đầu với người dân. Và khi chính phủ về, như chúng tôi đã nói, chính phủ sẵn sàng trả lương Một 000 đô la cho một người để tham gia vào trong chính phủ. Vì chính phủ bây giờ tiền nhiều lắm. 38.000 tỷ. Chưa nói 617 tỷ của, của mấy tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. 38.000 tỷ. Phải truy thu này kia nọ. Bao nhiêu kho tàng Dầu mỏ này kia nọ bán Đó đồng bào suy nghĩ đi Những tên cộng sản suy nghĩ đi Có đúng không Nên chính phủ sau này giàu lắm Chỉ có những người cộng sản Những người đảng cộng sản ngu Mới đi theo mấy thằng đầu sỏ Để cho nó quăng cục xương gặm Trong khi đó là thịt này kia Đồ ngon nó lấy hết Phải không tất cả gì nó ngon nó lấy hết Nó quăng xương cho mình gặm Gặp chuyện mình phải ra đối đầu Đó đồng bào thấy không những người cộng sản có bao giờ thấy những cái tên đầu xỏ ra ra đối đầu cho một cái việc gì không? Đâu có đâu. Còn ăn là nó ăn hết, nó chỉ quăng cho mình xương mình gặm thôi. Bởi vì nhiều khi chúng tôi thấy những anh công an mang đến cái hàm trung tá, đại tá, thiếu tá mà nhìn thiệt là tội nghiệp. Phải nói thiệt là tội nghiệp, sống vất vưởng. Vậy sống chi? Tại sao không bỏ đảng? Tại sao không đi theo chính phủ? Để được cơm ngon mặt đẹp mà còn được vinh dự nữa. Mà còn được Đức Quốc Công trả lại danh dự nữa. Nên tất cả những người Cộng sản hãy suy nghĩ đi. Con đường không còn bao lâu nữa đâu. Càng ngoan cố, càng dễ dụ, càng chết. Càng tù lâu. Và chúng tôi có thể cho đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam hiểu ra được. Trưng cầu dân ý là một hệ thống sàng lọc. Không phải chỉ là để ủng hộ bầu Đức Quốc Công để lãnh đạo đâu. Trong cái hệ thống trưng cầu dân ý trong đó có rất là nhiều chiến lược, luôn cả chiến lược sàng lọc. Vì chúng tôi nhìn vào cái con số trưng cầu dân ý, chúng tôi có thể biết được rằng cái người đó trưng cầu dân ý, cái người đảng Cộng sản đó trưng cầu dân ý ở vào cái thời điểm nào. Để cho chúng tôi đánh giá được con người Cộng sản ngoan cố đến cỡ nào. Có thực sự quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc hay không? hay là đến cùng đường bí lối đó rồi mới chân cầu dân ý để mua cái an toàn, cái đó nó không có đúng. Nên hiện nay Đức Quốc công Tổng thống Đàm Minh Quân, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có chủ trương chiêu hiền cán binh bộ đội cộng sản trước. Nếu những con người cộng sản không quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc thì chính phủ sẽ mướn. Đó kêu là mình mướn ở bên ngoài. Chỉ vậy thôi. Quân sự Hoa Kỳ đâu có tới để làm không công cho chúng ta. Phải không? Đồng minh chúng ta họ là đồng minh của chúng ta nhưng họ không có làm công không, chúng tôi đã trình bày với đồng bào rất là nhiều lần. Những gì mà họ bỏ ra cũng là đều xương máu của dân tộc họ cả. Nên họ không có làm không công. nên chúng ta càng quay đầu nhanh thì dân tộc chúng ta càng hưởng nhanh còn nếu không thì chúng ta cũng phải mướn họ làm việc với họ làm việc với quân sự của họ để giải thể cộng sản việt nam nói như vậy để cho đồng bào đảng viên đảng cộng sản việt nam phải thấy ra được mình không theo chính phủ thì có người khác theo chính phủ có người dân theo chính phủ khi mà chính phủ bắt đầu trả lương thì tất cả những người dân chúng tôi bảo đảm sẽ tham gia chính phủ rất là nhiều. Vì chính phủ cần những người an ninh, cảnh sát sẵn sàng trả lương 1.000 đô la một tháng. Mà 1.000 đô la đó, gia đình họ không cần phải trả những cái chi phí khác. Thì đồng bào nghĩ họ theo chính phủ không? họ muốn làm việc cho chính phủ không? Mà không những khi tham gia cảnh sát quốc gia, họ được huấn luyện đúng giống như một vị cảnh sát. Có quân phong, quân kỹ, kỹ cương, đạo đức này kia, được người dân thương mến. Tại sao họ không làm? Vì họ được đào tạo, huấn luyện, thành chuyên nghiệp. Chứ không phải như mấy anh cộng sản, mấy anh công an cộng sản bây giờ, mấy anh bộ đội cộng sản bây giờ đâu có được huấn luyện chuyên nghiệp đâu. Chỉ đi vào phục vụ, để phục vụ mấy tướng tá cho đảng viên ở trên thôi, nó hút sạch máu xong rồi đi về cầm nhà, cầm cửa để đi làm nô lệ. Rất là tội, chúng tôi thấy rất là tội. Đó, nên những con người cộng sản hãy suy nghĩ đi. Đó, hôm nay chúng tôi trình bày đến đây và hôm khác chúng tôi sẽ trình bày tiếp những cái đề tài khác đó, để cho những con người cộng sản thấy và ngày càng ngày chúng tôi bảo đảm những con người cộng sản sẽ cảm nhận ra được cái khó khăn trước mắt đó, nói như vậy để coi mình ráng được bao nhiêu mình ráng được bao lâu và đồng bào hãy mạnh dạn phổ biến trưng cầu dân ý để cho toàn dân hiểu ra được thì chính phủ sẽ về sớm, đức quốc công sẽ về sớm, còn không thì đức quốc công và chính phủ còn rất là nhiều việc phải làm. Đó, chúng tôi có thể nói như vậy để cho đồng bào hiểu được. Đồng bào muốn chờ, đức quốc công sẽ cho chờ. Vì khi đức quốc công truy thu tiền rồi để tiền ở đó, phải không? Vì khi về lãnh đạo mới cống hiến được chứ, thì phải đồng, à, toàn dân phải đồng lòng chứ. Còn nếu không thì chờ, rồi lúc đó đó chính đồng bào mình sẽ là nạn nhân. Và đồng bào nên nhớ rằng ở trong nước đó chính quy của tàu cộng đã nằm trên 700.000 quân trà trộn vào trong dân giả làm dân những người cộng sản phải nên hiểu cái yếu tố này mà phải quay đầu càng nhanh càng sớm càng tốt đừng để động binh vì nếu mà để động binh thì lỗi của con người cộng sản càng nặng Đó, chúng tôi chỉ có sẽ chia sẻ đến đây đó để cho đồng bào hiểu ra được và phải để ý và bắt đầu phải để ý chứ đừng có thờ ơ nữa đó, vì mình thờ ơ mình cũng cùng chung số phận của toàn dân vì mình đang nằm trong cái lòng sắt của cộng sản đó mà cộng sản thì bị xích cổ đó thì cuối cùng rồi không có ai nhúc nhích người cộng sản cũng không nhúc nhích mà đồng bào mình cũng không nhúc nhích và cuối cùng tất cả sẽ được hưởng khi toàn dân chưng cầu dân ý và đảng cộng sản chưng cầu dân ý Nó dễ đến như vậy đấy đó. đó bởi vậy cái mưu lược thần kỳ của đức quốc công đó là xiết cổ hết đó không xiết cổ hết nếu toàn dân không nhìn ra được đó thì là ôm nhau với những người cộng sản vì đức quốc công sẽ dùng hết cái khả năng của ngài là cắt tất cả mạch máu của cộng sản mà tất cả dân tộc chúng ta mà ý thức ra được mà đồng lòng chân cầu dân ý thì tất cả được thoát. Tại sao không làm? Mà tại trói buộc nhau. Đó, hiện nay là chúng tôi có thể cho đồng bào thấy là người cộng sản và người và đồng bào mình là đang trói buộc nhau. Trong khi tất cả ý thức ra được và chân cầu dân ý thì tự nhiên là ai cũng được thoát hết Đồng bào cũng được thoát Cán binh bộ đội cộng sản được thoát Đồng loạt được thoát Còn không là sẽ ôm nhau Và trói buộc nhau Cho đến khi cũng phải tự thoát Vì trong cái cuộc chiến này Không bao giờ Mà Hoa Kỳ Để cho tàu cộng nó khuynh loát Nên càng khuynh loát thì hoa kỳ càng tăng cường quân sự. Đó, chúng tôi có thể nói như vậy để cho đồng bào biết, thấy tàu cộng mà nó càng khuynh loát thì hoa kỳ tăng càng tăng cường quân sự. Để cho tàu cộng nó thấy ra được đừng có giỡn chơi. Còn nếu không thì nó thấy lờn, nó lờn là nó càng ngày nó càng lộng hành. Đó, là lý do đồng bào thấy đó, từ khi mà Đức Quốc Công xuất hiện, từ khi Hoa Kỳ xuất hiện lại Chúng ta có thấy tàu cộng nó khuynh lác như trước năm 2016 không? Đồng bào suy nghĩ đi. Vì từ năm 2016 trở về trước đâu có ai lên tiếng. Nên nó muốn làm gì nó làm, muốn nói gì nó nói. Muốn chiếm gì nó chiếm, muốn cướp gì nó cướp. Phải không? Đó. Nhưng sau khi Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ra mặt, Đức Quốc Công tổng thống Đạo Minh Quân ra mặt là năm 2016, vì ngày 25 tháng 10 năm 2015, ngài đã ký cái sắc lệnh cho Hoa Kỳ và đồng minh nó đem quân sự vào thềm lục địa Việt Nam của chúng ta để giữ tự do, an ninh, hòa bình, hàng hải này kia nọ rồi. Phải không? Thì chúng ta lấy cái mốc thời gian đó, chúng ta coi lại thằng tàu, những cái hành động của nó có giống? từ năm 2016 trở về trước không? Hay là nó vùng vẫy, nó dãy dụa. Vì mấy chục năm nay nó làm không ai nói, đùng một cái. Là bây giờ những gì nó làm là bị khóa hết. Nó cũng điên chứ. Phải không? Thì nó điên nó phải dãy dụa. Nhưng những cái dãy dụa của nó có đi tới đâu không? Đồng bào thấy chưa? Đó, nó chống Hoa Kỳ này kia đi vào hoàng đảo Hoàng Sa này kia nọ đủ thứ 12 hải lý. Đó, giờ Hoa Kỳ không những đi mà đi nhiều lần. Chỉ tới đi lui, đi xuôi, đi ngược. Đó, cho nó thấy. Coi nó làm được gì. Nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu. Đó, để thấy ra được cái cuộc chiến này. Chứ mình đừng có chờ đợi. Vì mình chờ đợi là mình là nạn nhân. Đó, như chúng tôi trình bày rất là nhiều lần. Để cho đồng bào ý thức ra được. Mình càng chờ đợi, mình là nạn nhân. Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam càng chờ đợi là càng chết. Phóng, càng chờ đợi là càng chết. Càng chờ đợi là càng ngoan cố, càng chết dữ. Và không có một cái lối thoát. Nên hãy bám vào cái chủ trương đường lối của Đức Quốc công. Đó, để được tha. Đó, để được tha. Để được trả lại danh dự, được bảo đảm tính kêu là an toàn đến tính mạng cho mình và gia đình. Bảo đảm được giữ lại được những cái tài sản hợp pháp. Đó, nói như vậy để cho người cộng sản hiểu rõ. Rồi chúng ta sẽ nghe một bài nhạc nối nhịp trùng dương của Đức Quốc Công và chúng ta chia tay và chúng ta hẹn một bữa khác và chúng tôi sẽ trình bày lại để cho đồng bào và cán binh bộ đội cộng sản, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam hiểu rõ. anh phiêu bạt sương gió nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc tìm quê hương qua dấu vết đau thương mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá cao cao ước nguyện muốn chung nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân ôi chung khơi rừng rừng cuộn sóng núi rừng dương cao cao vút một ngọn cờ ngày anh em ta chung cùng năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó sân cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gây bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi chung khơi dừng dừng cồn sám, núi rừng ơi học tao nỗi hờn ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương, cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất bóng dương cao cao vút một ngọn cờ ngày anh em ta chung cùng nhịp thở ngày quê hương dân việt hết đau thương ngày anh em ta chung cùng nhịp thở ngày trong mơ tôi kính chúc quý đồng bào trong và ngoài nước được một đêm ngủ bình an và chúng ta hẹn gặp lại thank you